Không đồng ý thì ngay từ đầu đừng chốt. Thì ngay từ đầu đừng chốt. Chốt rồi bom với đạn khổ lắm cơ. Hello cả nhà. Ê, chị Lan Thi này. Ngày nào em cũng ghim cái dòng trên trên live là cái gì khách mới cọc cọc chuyển khoản em đi đơn và shop không cho đồng kiểm 10 ngày thì em ghim cả 10 các chị nhé. 10 ngày thì em ghim cả 10, các chị đã biết viết chữ thì các chị phải nhìn thấy cái dòng chữ ở bên dưới em ghim. Như thế, chị nào không đồng ý thì vui lòng không chốt giúp em, tránh như trường hợp của chị Lan Thi. Đến nơi đơn đến nơi, em là khách cũ nên em cũng không bắt cọc. Đến nơi không cho mở hàng ra xem cái 180 độ quay đầu không có mua nữa các chị. Không có mua nữa. Mặc dù em đã ghim trên bài, lúc nào em cũng ghim em bảo là khách mới cọc chuyển khoản đi đơn và coi như là shop không cho đồng kiểm, ngày nào em cũng ghim cái dòng ấy, không phải là không. Ở nhiều app lắm, Xương Rồng Xanh nhiều app cực kỳ luôn, thích lấy app nào là app. Nó có tỷ cái app mà. Đây ví dụ như đây. Ví dụ bật vào live trực tiếp đây. Nó nhiều app lắm. Và nó có cái hình ông sao bên cạnh đấy, nó có cái hình ông sao bên cạnh, mình bấm thì nó có vài chục cái app, mình cứ bấm vào cái app gì mình ưng thì mình là mình xài. Nó có vài cái chục cái app luôn. Nhiều app lắm. Thì là mình xài cái gì mình ưng thì đây là cái app này là màu màu thật với cái màu của em luôn. Cái màu da, màu tay nó cháy nắng y như cái màu bên ngoài của em các chị nhá. Nó chỉ có một điều là nó đỡ mụn hơn này. Đây em đang bị hai cái mụn ở cằm này, nó mờ mụn hơn thôi chứ còn đâu là cái màu y như cái màu thật bên ngoài các chị. Em cho cái màu thật nhất để các chị nhìn nó rõ. Nó rõ màu để cho các chị ví dụ rõ màu của cái đầm ấy cho nó đỡ phải chói hay lóa hay khó nhìn. Chị Lan Thi nhá, em ngày nào cũng ghim. Ngày nào em cũng ghim. Trang nó về từ sáng, chị nó về từ đấy đi mang tiếng từ Gia Lai đến Hà Nội mà nó xuống mà sân bay là tối hôm kia, nhưng mà nó ở trên bạn nhà bạn không, nó mò về nhà bác đi đám cưới được một tí. Tận cách mấy cả trăm cây số chứ có ít đâu, thế xong mò vào nhà em chơi được một tí. Một tí xong là đi xuống trở xuống nhà Yến Nhi một lúc. Yến Nhi một lúc xong về đến nhà đêm, về đến nhà em là 2 giờ đêm. 2 giờ đêm về đến nhà em là ngủ được đến 4 giờ sáng, bắt đầu là lại chở nàng ấy ra sân bay. Chở nàng ấy ra sân bay là nàng bay. Đáng nhẽ cái chuyến của nàng ấy bay là 3 rưỡi chiều ấy, 2 rưỡi 3 rưỡi gì hay là mấy giờ chiều ấy không biết. Nói chung là 3 rưỡi ở nhà đi thì nó rơi 6 giờ tối bay gì đấy. Thì là nó lại delay lên buổi sáng ấy chị ạ. Cái vé máy bay bình thường nó hay delay xuống buổi tối xuống mấy tiếng, nó đầy delay xuống mấy tiếng, đằng này nó lại delay ngược lại. Đáng nhẽ nó về lúc 6 rưỡi tối nó lên máy bay thì lại nó lại delay sang buổi sáng. 6 rưỡi buổi sáng lên máy bay, các chị có thấy ngược đời không? Chưa bao giờ không thấy cái trường hợp nào nó lại delay ngược giờ lên. Thế làm con bé cong đít lên chẳng đi chơi được đâu là về. Đó bác. Làm nó cong đít là chẳng đi đâu được là về. Đó. Tức là ở ngủ nhà em được đúng 2 giờ đã đến 4 giờ đêm là nó khua khoắng dậy chở nó ra sân bay, thế là nó về đấy. Ngủ được đúng 2 tiếng đồng hồ. Chẳng đi chơi được ở đâu. Năm lần trước đi cũng thế, lần trước lên đi lên mang tiếng từ miền Nam ra miền Bắc mà đến ngày hôm sau bay về luôn các chị ạ. Thế thì đi làm cái gì các chị công nhận không? Đi thế coi như mất công nhọc. Đi người ta phải ví dụ người ta sắp xếp người ta chơi được một tuần hay là không, ít nhất cũng phải được 4-5 ngày thì nó cần bỏ cái công đi chơi. Như đi hôm trước hôm sau về luôn thế nhọc lắm, không được cái việc gì, xong nhọc cực kỳ luôn. Chơi cũng không được chơi, nghỉ cũng được nghỉ. Chị Lan Thi ơi, chị mua 10 triệu hay chị mua 20 triệu thì cũng thế thôi. Mua quen bên nhà em rồi mà chị còn nỡ lòng nào nhìn thấy cái mặt em như này mà chị nỡ lòng nào chị bom em. Đây chị bảo chị mua những 10 triệu rồi, em thật xỉ nhưng em người ta mua vài trăm triệu, người ta mua cả tỷ đồng, người ta cũng chả bom thế. Đây mình mua có 10 triệu bạc đã thấy bom một đơn. Các chị cứ thích là các chị mua, còn không thích là các chị bom, em cũng chả hiểu kiểu gì nữa. Em ngày nào em cũng ghim là các chị khách mới, cọc cạc đi đơn và không đồng kiểm rồi. Thế mua quen bên em rồi còn đồng kiểm làm cái gì nào các chị? Nào đồng kiểm làm cái gì?
Em hỏi chị đồng kiểm làm cái gì? Lại còn bảo là mua hơn 10 triệu với 10 triệu. Mua 10 triệu rồi đáng nhẽ phải tin tưởng em chứ, em đâu có bỏ cái hàng vớ hàng vẩn vào cho các chị đâu. Các chị chốt cái gì thì nó là cái đấy. Các chị chốt cái gì thì nó là cái đấy chứ làm sao lại đồng kiểm làm cái gì. Em hỏi chị Lan Thi, mình mua bán với nhau cũng đã bao nhiêu đơn hàng rồi, sao giờ nào nỡ lòng nào chị lại đối xử với em thế nào. Em hỏi chị một câu này. Ủa sao nay nó không cho ghim bình luận là sao ta? Hôm nay em nó không cho em ghim bình luận này. Kỳ lạ, cái like khác à? Đã mua với nhau đã 10 triệu bạc rồi, đáng nhẽ là phải hiểu, đã phải hiểu nhau chứ lại đến cái đơn giờ bắt đầu dở trứng ra đồng mới trả kiểm. Đấy, em mà đồng kiểm em cho hoàn luôn. Đó, đỡ phải mua mà lần sau vào có mua em cũng không bán nữa. Các bác ạ, tính em nó là như thế đấy. Tin thì mua, không tin thì thôi. Mã một đơn hoàn về rồi ngày vài nữa mà có mua nữa không bao giờ em bán nữa. Em không kêu đâu nhưng mà em phải nói đúng thì thôi chứ bây giờ các bác nào cũng không thích hoàn về thì mệt em lắm. Đây bây giờ em ghim lại cái dòng này các chị nhìn rõ em nhé. Rồi sau chị nào không đồng ý với cái thế này, cái kiểu này thì đừng chốt nữa. Khách mới này. Cọc. Chuyển khoản cọc đi đơn này. Ngày nào em cũng ghim dòng này hết, chẳng ngày nào không. Shop không cho đồng kiểm này. Đồng kiểm này. Đó, các chị nào bảo là không cho đồng kiểm thì nhét rẻ rách hay gì. Rẻ rách thì chị mua, em có bắt chị mua đâu mà. Shop không cho đồng kiểm này. Rẻ rách em bắt chị mua đâu. Tiền ở nơi chị, hàng ở nơi em. Nếu mà các chị không muốn mua, em đâu có bắt các chị mua đâu. Các chị vào chốt thì các chị đọc cái dòng này đi. Các chị vào đọc cái dòng này, các chị cảm thấy mình ưng thì mình mua, không ưng thì thôi. Đó, em ghim lên đây nhá, em ghim lên đây cái dòng kia là shop không cho đồng kiểm nữa, các chị nhìn nhá. Chị nào mua hàng lưu ý giúp em nhìn nhá. Shop không cho đồng kiểm và khách mới cọc em mới đi đơn nhá. Đấy, các chị nhìn rõ và nhìn kỹ giúp em, không đến lúc lại bảo là cho đồng kiểm mới lấy, không cho đồng kiểm là không lấy. Các chị biết chữ, các chị biết đọc chữ, các chị nhìn vào em một cái, nếu như không đồng ý thì vô lòng không chốt. Chốt cho lấy cho để vào xong là bắt đầu là đến lúc đơn đến là không lấy nữa. Mình lớn rồi, mình biết suy nghĩ rồi. Đúng không? Mình lớn, mình biết suy nghĩ rồi. Cảm thấy em bán hàng mà mình sợ quả lông mi quán hết cả mắt. Cái này nó là cái app nó làm chứ béo có làm lông mi đâu. Đây béo sẽ để cho cái app khác nha. App khác thì nó đỡ có lông mi. Béo đang để cái app khác. Đây, béo có làm lông mi đâu. Thôi mình không có trang điểm thì mình để mấy cái app cho nó đây. Đó, cái mắt này nó xanh quá. Để mấy cái app cho nó không, mặt này trắng nhìn kinh lắm. Không, app này nhìn không thật mặt. Đây là cái app nó làm chứ mình có trang điểm trang giếc gì đâu. Cho nó đỡ cái mặt nó đỡ kinh. Để cái mặt này cho thật nhé cả nhà nhé. Mặt này thì cái da tay nó hơi trắng ở bên ngoài một tí. Thằng Anh ơi. Thì đó, kiếm cớ đấy. Hàng giao hàng cho chị chưa? Chị Kim Trung ơi, nếu em có chụp đơn là em đi đơn rồi. À, đầm nhà em chị hơn 10 cái rồi. Nhưng giờ chị dở trứng. Chị thấy nhiều, chị mua được hơn 10 cái rồi thì chị dở trứng. Chị thích mua và chị không thích lấy đấy. Đó kiểu đấy. Chị thích mua rồi là chị không thích lấy đấy, là chị cho hoàn đơn đấy, cái kiểu ấy. Vui tay chị chốt nhưng đến lúc đến lấy là chị không thích lấy đấy, chị cho hoàn đơn, kiểu là không được chị Lan Thi nhá. Mình lớn rồi. Em ở đây em buôn bán thật vậy. Thằng Anh ơi. Em buôn bán thật và em nuôi con em chứ không phải em vào đây em chơi nữa, các chị đừng chơi với đừng giỡn với em thế, không vui tí nào cả. Không vui tí nào luôn. Mình lớn rồi. Mình mua đàng hoàng giúp em cái. Đến lúc bảo không cho đồng kiểm không lấy. Em đã ghi bên dưới cơ mà, mình biết đọc chữ cơ mà, có phải không đâu. Mình biết đọc chữ nhưng mà mình không biết đọc đâu. Cái thằng kia cái mồm mày. Đấy, rơi vào chân bây giờ. Đấy, các chị ơi, bây giờ khách quen thì em độc thế. Cứ thích là lấy, không thích là bom. Em chán lắm, chẳng muốn nói. Bây giờ các chị thích em đang cái gì trước nào?
Các chị biết không, cái các chị cứ chốt vui kiểu đấy là mỗi một lần đi về là con em mất hai bữa ăn sáng đó các chị ạ. Nha, cái con em là mất hai bữa ăn sáng đấy, vì ship đi của em là hết 37.000 và ship về mất nửa ship nữa. Đó. Thì không mua xem thôi chứ ai bắt chốt đâu. Béo đã nói rồi. Béo đã nói rồi. Ôi giời, xong xong trưa nay không muốn vào mà chốt quá trời, bo bì đẹp thì chẳng muốn vào chốt, bây giờ vào mới vào. Bây giờ mới vào còn ít thôi. Lại nốt nha. Lại nốt cho xong xong chốt. Đấy, mình chốt thì mình chốt thôi, có ai bắt chốt đâu, nhưng mình vui tay mình chốt như thế là con người ta mất một bữa ăn rồi đấy. Chị chưa chốt đơn em hả? Dung Nguyễn Quốc, Dung Nguyễn Quốc chốt được cái gì nhỉ? Dung Nguyễn Quốc chốt được cái gì nhỉ? Con này chốt cho em con này 150.000 khách lẻ, 130.000. Chưa lo bán à. Chị nào lấy con này chốt cho em 100, hôm nay bán cái này 120, con này mã này mã nâu cho em nhé, mã nâu. Chị nào có cái vòng eo 76 lấy cho em, vòng eo 74, 76 mặc được, chốt mã nâu cho em nhé. Con đầm body umi, chốt thêm mã nâu, nâu cho song song này. Con này hôm nay bán 120, còn ít bán 120 nhá. Mình cứ vui tay thế là không vui tí nào chị, vui tay là không vui tí nào. Em buôn bán rất là đàng hoàng. Mua 10 chiếc em nói thật các chị đây này, bạn song song, bạn ủng hộ em mấy năm nay rồi. Có bao giờ bạn ấy nói cái gì đâu, có bao giờ bạn phàn nàn thì lỗi xong chị cứ báo em một tiếng, thì các chị đồng kiểm làm cái gì, cứ lỗi báo em một tiếng, đầm ít tiền em tặng luôn, em không lấy lại đâu, tiền em vẫn trừ cho các chị vào đơn sau. Hai cái 160, một cái xuông. Thế à, thôi chết, thế không thấy lần nay mấy bạn bán chốt đơn, nay béo ngủ nuốt từ trưa. Nay béo ngủ, béo không có để ý. Lâu chai nữa đây, chờ béo tí nào. Em lôi hết bao mì, body đem ra trước cho các bác. Đây, nâu cho ai đây? Nâu cho song song này, cho Thi Tuyển một cái này. Thi Tuyển một chiếc song song, một chiếc nữa là hai này. Đấy, bạn song song này, bây giờ nhà em á. Nhà em nó thật, các chị xỉ nhà em rất là vip, mua em bao nhiêu năm mày biết tính em rồi. Lỗi cứ báo em một tiếng thì hà cớ làm sao phải đồng kiểm, đúng không? Đồng kiểm làm cái gì? Lỗi báo em một tiếng. Cái đầm mà đắt đắt thì em mới lấy về và cái phí quay đầu em là người chịu. Còn nếu tỉ dụ cái đầm rẻ 100, hơn 100 nghìn em tặng luôn các chị và em sẽ trừ đơn cho chị vào đơn sau. Hoặc các chị thích lấy tiền chuyển khoản lại em chuyển khoản lại cho. Như thế thì hà cớ làm sao để còn đồng với kiểm nữa nào, đúng không? Chị Lan Thi nhá, chị đã làm một lần em tổn thương rồi, là mãi mãi chúng mình chia tay xa nhau nhá, các trẻ cả nhà nhá. Tính em ra đồng bóng á. Em mua bán ở đây em rất là tử tế đàng hoàng, các bác cứ sợ cái nọ, sợ cái kia, đã mua của em mấy đơn rồi còn sợ cái gì nữa. Bao nhiêu lần mua không sợ, bây giờ sợ làm cái gì. Con này size S, chị nào có cái vòng eo. Con này tự dưng em không lấy size S, nó nhét size S cho em. Con này vòng eo 72 đến 74, các chị lấy chốt 100 cho em nhé. Size S em bán 100k, bắt em mua size S em bán 100.000. Chốt cho em mã 100. Con này 130, 140 bán 100 nhé. Vòng eo 72, 74 các chị mặc cho em. Con này màu này là màu kem, rất là đẹp. Chị nào lấy thì chốt em mã kem, em bán 100 này. Song song 2 chiếc này. Ok, song song. Nào bác nào lấy thì lấy này. Bác nào lấy nữa không? Lê dĩa 100 này, ok chế này. Xưa này hôm qua về được 300 like, từ 350 cái like từ hôm qua hết. Lê diễm gì nhỉ? Các chị chấm bài, chia sẻ bài giúp béo với nhá. View lên 60 người em tặng đầm cho chị nhá. View lên 60 người em tặng đầm. View lên 60 người em béo tặng đầm. Em còn một giây nữa, bác nào chốt cho em không? Em còn một giây màu kem này, bác nào lấy chốt cho em này. Em bị đá ra à? Thế à? Facebook giờ nó kém tương tác. Cái này còn size M, bác nào lấy chốt M cho em này. Vòng eo 74, 75 các chị chốt cho em này. Vòng eo 74, 75, 76 chốt cho em con này, là mã này là mã kem M, màu kem M nhá.
Chốt em mã kem M. Thấy Dung Nguyễn Quốc này. Thấy các tình yêu em thấy hết đấy các chị. Đây M cho song song này, M cho xương rồng xanh. Cái này còn mấy cái em bán nốt cho chị. Cái này là 100k nốt cho hết này. Xong xong 100. À Lê Diễm chứ. Xong xong. À đâu. Ừ Lê Diễm 100 nữa này. Lê Diễm này. Ừ cái này toàn đầm dài mà, đâu có ngắn đâu. Lê Diễm 100. Xong xong thêm 2 này. Thêm 1 à. Ok xong xong. Xong xong 100 này. Mấy cái xả lốt 100. Đó bán 130 thì được lời. Lời của các chị là, các chị là lời được 15.000 đấy. Còn bán 100 là lỗ rồi một tí đấy. Còn ít thì xả nốt. Con này thì vẫn bán 130. Con này mã, mã này mã nhung. Thêm một M cho song sợ cho xương rồng xanh. Chốt mã xanh nhá. Đây, béo chụp trên mẫu rồi đấy, chỉ vào trong hình mẫu nhìn nhá. Béo không biết nói nó dài hay nó ngắn, chỉ biết là đến bắp chân. Còn nếu mà đòi mà dài bằng vin thì không dài được bằng vin được nhá. Body nó chỉ thế thôi. Mã xanh này cho song song này. Con nhung này nó đẹp lắm các chị ơi. Cái nhung này các bác nào phải sờ chất của nó mới biết nó đẹp nhá. Còn dơ dơ lên không biết nó đẹp đâu. Nào bác nào lấy chốt em mã này, mã xanh này. Bao nhiêu người người ta chốt tới tấp này, bà xin tuyển còn sợ cái gì. Béo về 350 cái, béo còn bán còn vài chục cái hết rồi đấy. Nào bác nào, bác nào lấy lên mã xanh em này. Xanh em còn size M này, size L này. Xanh còn size L. Chất của nó, nhung của nó, nhung đắt nha. Nhung này rất là đắt luôn này. Chốt cho em mã này mã hồng nhé, hồng vỏ đỗ này. Tay còn đính ngọc trai này. Chốt cho em mã hồng này. Hồng size L, vòng eo 76-78 chị mặc đẹp. Hai xanh ML cho song song này. Xanh đẹp lắm, cái chất này nó đẹp lắm. Song song này. Nào bác nào lấy chốt hồng cho em này. Hồng cho song song này. Hồng cho hoa hướng dương này. Song song này. Hoa hướng dương này. Cái Lê Diễm này. Rồi chờ em thì em tìm cái hồng cho các bác. Cái nhung này, chất nhung này rất là đẹp nha cả nhà nha. Nó rất là đanh và nó đẹp luôn ấy. Để tìm cái hồng cho các bác. Đây, sẽ cho các chị hồng nha. Đây, hồng M với lại XL. XL nó chỉ sao em 7880 thôi. Đây. Rất là đẹp. Nào chị nào lấy hồng nữa không nào. Hồng đẹp cực kỳ luôn cả nhà nha. Hồng đẹp mê, mê hồn luôn. Còn 4 con hồng nữa bác nào lấy thì là lấy này. Lê Diễm này. Cho thêm song song một cái XL nữa này. Cái L thì hình như là còn không biết. Đây cho song song cái L với cái M cái XL nữa này. Cả 3 cái này. Chị ở trong trong miền Nam mặc cái này thì nó hơi nóng. Nhưng mà các bạn nào bán online toàn quốc thì các bạn mới bán được. Chị Lê Ngọc Hân nhá. Chị ở trong miền Nam, cái này em còn size XL đây nhưng mà chị nào ở miền Nam thì phải để lúc nào nó lành lạnh hoặc đi du lịch thì các chị mặc, chứ nếu đi du lịch vùng Đà Lạt các chị mặc được. Còn tỉ dụ như các chị mà mặc mà giờ mà nóng nó mặc nó hơi nóng đấy, nó là chất nhung nhá. Cái tay của nó đính ngọc rất là đẹp như thế này. Cái chất nhung của nó thì thôi khỏi phải nói luôn. Đây chị ơi, cái này size XL vòng eo 78 các chị mặc cho em. Cái hàng này toàn hàng đắt tiền của em các chị ạ. Con này vòng eo 78-80 các chị mặc vừa nhá. Cái này nó là hàng đắt tiền của em. Nhưng mà em vẫn bán cho các chị 130.000 thôi. Còn các chị đi mua sỉ thì con này nó phải rơi vào 220-250 nhá. Cái chốt chất nhung này là nhung kim tuyến thì nó đắt lắm. Bọn em mua làm hàng là nhung này là nó rơi 170-220 một cân đây này. Mà một cái đầm này nó đã nói chung là một cái đầm này nó đã 7 lạng rồi. Trong khi đó còn chưa tính tiền công các chị ạ. Nó đắt lắm, không phải đầm rẻ đâu.
Cái này là em gom thanh lý thì em mới bán được cho các chị giá này thôi. Mà nếu mà hàng em làm ra là em không bán được giá này các chị. Không thể bán được. Vì là nó đắt lắm. Mua nhung giờ nó đắt lắm. Nhiều chị cứ bảo là săn nhung làm nhung đi. Nhưng mà thật sự ra em làm toàn bị lỗ thôi. Em có săn mấy cái thanh lý thì em mới được đồng lời của các bác đây này. Chốt cho em nhung hồng nhá. Hồng rất là đẹp các chị đừng bỏ qua. Em còn vài con nữa thôi. Hồng với xanh. Nhung hồng, nhung xanh còn vài con nữa thôi. Bác nào lấy thì chốt cho em. Chất của nó đanh hơn các loại nhung kia rất là nhiều. Chốt cho Châu Linh Nhi Ca cái hồng XL này. Châu Linh Nhi Ca cái hồng XL này. Ok chế này. $130.000 một cái thôi, quá rẻ. Quá rẻ cho một cái đầm nhung. Quá rẻ cho một cuộc tình. Các bác ơi, chấm bài, chia sẻ bài, view lên 60 người. Tự khắc em tặng đầm các chị nhá. Tự khắc em nhìn thấy view cao em sẽ tặng đầm các bác. Các bác chia sẻ bài giúp em với. Đây con này nó là một set áo dài mà đâu mất tiêu cái quần. Đây cái quần của nó này. Đây cái quần của nó đây các bác nha. Một set áo dài. Chị nào vòng bụng 78 lấy cho em cái set này. Quần lụa và cái áo dài đỏ. Áo dài nhá, phải cách tân thôi. Áo dài hẳn hoi luôn ấy. Cái set này chốt cho em 130.000 một set. Các chị lẻ là 150.000 nhá. Các chị xỉ là 130. Set này là set áo dài nhá. Đó, bác nào lấy thì chốt cho em mã set này. Có lơ ở trên cổ này. Set áo dài đỏ cho song song này. Cả quần lẫn áo này. Quần với cái màu tay áo nó giống nhau. Chị Lan Thi ơi đấy, chị ơi. Chị bom đơn của em rồi thì vui lòng đừng có chốt nha. Vào xem thì xem thôi, đừng có chốt. Em nói thật rồi, em nói các chị rồi. Đơn em cho các chị lấy về, hàng lỗi các chị báo em một tiếng. Cái lỗi thì em tặng các chị luôn, không có lấy đầm trả lại nếu là cái đầm rẻ rẻ như thế này. Còn nếu mà đầm lỗi các chị ví dụ đầm 200 em xin lại cái đầm. Nếu mà lỗi nặng em cũng không lấy lại đâu nhá. Lỗi nhẹ em tặng các chị. À, lỗi nhẹ thì em lấy lại, lỗi nặng em tặng các chị. Và em hoàn tiền đủ tiền đầm cho các chị thôi. Thì hà cớ làm sao chị đòi đồng kiểm với chị Lan Thi. Mình lớn rồi, mình mua bán đàng hoàng giúp em cái. Cứ nói cái không đồng kiểm cái trả ship. Các chị biết không, em đã trả ship bên đây rồi. Các chị trả ship thì cái thằng ship kia nó bỏ túi. Chứ còn em không có được nghìn nào ship của chị cơ. Đừng nói cái nghe cái chữ trả ship mà nó buồn. Bọn em làm hợp đồng nhá, tiền của em trong bưu cục còn đầy. Thì bắt đầu cái hàng của em đi là bọn nó đã trừ tiền ship của em rồi. Đó. Lấy 5 set à, ok để chị xem này. 1 này. Mình lớn rồi, mình mua bán đàng hoàng giúp em cái. 2 này. Đừng có thích thì lấy, không thích thì bảo là hoàn đơn ấy. Em nói thật, em thật em kiếm đồng tiền nó rất là khó. Con em nó tự kỷ như thế, em phải cái sức em bỏ ra phải gấp đôi, gấp ba người bình thường để em làm, em lo cho các cháu. Chứ không phải như các chị thích vào là chốt, là không thích là các chị xả đơn đâu. Nó thật là nghiệp nó quật đấy các bác ạ. Con em nó như này em đã khổ tâm lắm rồi, các chị đừng làm em đau đầu thêm. 3 này. Mình mua được thì mình phải lấy được. Đừng nói cái câu không cho đồng kiểm là không lấy. Mắt con mù thì cũng mới không nhìn thấy cái dòng chữ em ghim bên đây. Nếu mà mắt không có mù là nhìn thấy rõ cái dòng chữ em ghim bên dưới là không cho đồng kiểm rồi. Đó, các chị phải lưu ý giúp em cái. Đừng có thích thì chốt, không thích thì thôi. 1, 2, 3, 4. Đúng là vừa 5 set cho song song nhé. Chị Diệu Huyền 2 set để em xem còn hay hết rồi. Song song lấy 5 set rồi. Chị Diệu Huyền ơi, để lát em tìm xem nào. Mình lớn rồi mà mình đừng có làm thế. Em nói thật các chị biết thì em kiếm đồng tiền nó khổ cực lắm. Diệu Huyền 2 set được 1 set rồi này. Để tí em kiếm xem set nữa thì chị Diệu Huyền nhé. Tạm thời em mới nhìn thấy một chiếc. Một set cho chị Diệu Huyền thôi. Một set cho Diệu Huyền này. Để tí nữa em. Ừ béo đang bán đây. Còn 5 set cho song song này. Chị cũng muốn bán kiếm tiền để đàng hoàng để nuôi con, chứ có phá khách ai đâu. Các chị cứ mỗi một cái cơn các chị tự ái lên, các chị không lấy là y như rằng con em mất mẹ nó 50.000 tiền ăn rồi. 50.000 tiền ăn con em nó ăn được 2 bữa ăn sáng rồi các chị ạ. Các chị biết như thế là có được không? Mà 10 bà bảo giả tiền ship cho 11 bà, chẳng bà nào giả tiền ship cho em cả. Này em có lấy tiền ship của các bác đâu. Khổ tâm lắm các bà ạ. Em nói rồi, hàng lỗi cứ nói em một tiếng. Hàng lỗi tất nhiên là em nói thật, hàng mới nó cũng có cái lỗi có cái không. Lỗi cứ báo em một tiếng. Các chị không bị thiệt đâu. Em ship hàng lỗi cho các chị, em là người thiệt. Em phải là người thiệt chứ không phải các chị. Đó, vì em làm sai. Em làm sai là em phải chịu thiệt thôi.
Chị Diệu Huyền ơi, lát thì em tìm thấy thì em bỏ chị nhé, mà không tìm thấy thì thôi, để em xem nào. Song song đường 5 xét này. Khổ tâm lắm chứ phải không đâu. Buôn bán đàng hoàng cũng không có xong. Mua mấy đơn rồi cũng không có tin em, tưởng em thì ship vớ ship phẩm chứ. Còn bác nào không tin em đâu có bắt cái chị mua đâu. Em ghim dòng bên dưới kìa. Em đâu có bắt cái chị mua đâu. Em tìm nó còn khách nào để chị Diệu Huyền. Hết rồi các chị Diệu Huyền em mất rồi. Em còn mỗi cái áo dài vàng này thì nó lại không có quần, bị mất cái quần rồi. Quần thì nó không ship quần cho em. Cái áo dài vàng nó quên, nó không có ship quần cho em mất rồi. Đau lòng. Từ nãy giờ mới để tìm cái áo dài vàng cái quần mà không có thấy cái đâu. Đây. Em còn một cái áo dài vàng này không có quần nhé. Các bạn nào về có quần thì phối nhé. Em bán rẻ. Khi nào mà lấy thì lấy này. Cái áo dài vàng này. Áo dài vàng này chị nào kiếm được quần thì mặc nhá. Ừ thôi bán cho song song con này 70 thôi nhá. Rất là đẹp. Đấy chả đáng em mai cầm mà đòi quần được. Nhưng mà thôi cái công mình đi đòi quần thì mình like được nhiều cái khác. Tính béo thế đấy. Béo bán sale được cho người ta là. Cái này của song song trước rồi các chị nhá. Em hết rồi. Tính em thế đấy, em đã bán được cho người ta là em sell thôi, em không có lằng nhằng đâu. Em chịu thiệt một tí cũng được, cái tính em chịu thiệt với em nhiều lắm, em không cần phải quan trọng lắm đâu. Mong các bà ủng hộ em là được rồi. Em không quan trọng lắm đâu, một khi mình đã bán cho người ta là mình không có nói làm gì. Chứ em mang vào em đổi, em lấy cái quần nữa cũng được, nhưng mà các chị biết làm sao, em cầm cái quần vào ấy, em đổi cũng được, nhưng mà cái thời gian em đi vào đấy, em đi lấy hàng em mất 2 tiếng đồng hồ chẳng thà em ngồi đi, em 2 tiếng đó em không bị nắng. Mà em lại còn like được nhiều hàng hơn, em bán nhiều cái hơn một cái áo dài, nó có đáng vào tiền đâu, đúng không? Thôi mình sell cho người ta, xong là sao mình vào mình nói người ta bù thì bù, trả bù thì thôi. Tính em nó rất là dễ. Nào con body đỏ này đẹp nhất cái nách luôn. Con này size XL, hàng hãng Jami nhá, chốt đỏ cho em. Đỏ do song song. Đỏ này còn có cái song song hết rồi, sáng nó chị bán quá trời quá đất luôn, hết rồi. Còn có cái à. Có song song nốt này. Sáng bán quá trời qua đất luôn. Hết đỏ chị Hướng Dương ơi, hết đỏ Diệu Huyền ơi, em hết rồi. Qua Hướng Dương ơi, chị hết đỏ rồi. Sáng đi nguồn vào chốt bây giờ hết sạch rồi. Hết sạch sành xanh. Đây cái nâu này, nâu mờ này, con này nâu mờ, cái nâu mờ nâu này em bán cho các chị nốt 100.000 nhá. Con này 130 nhá, em bán nốt 100 này. Con này riêng con này em bán nốt 100 cho các bác này. Rất đẹp và dài này. 100 mã nâu cho em, còn 1, 2, 3, 4 cái thôi. 4 cái, 5 cái. Nâu nào, chị nào lấy nâu mờ cho em này. Em còn 5 cái, bác nào ủng hộ em nốt cho hết này. Cho xương rồng xanh này, cho song song này. Nào, bác nào lấy nâu nó không? Chị Lê Diễm này. Chị Duy Hằng, hàng lỗi rách đường chỉ lên may đạt đấy. Cái nhiều chị mà ví dụ như nhiều chị mà như giống như chị Lê Hằng ấy, em rất là cảm ơn luôn. Các chị ví dụ như các chị đơn sau, ví dụ như các chị muốn em bù bao nhiêu em cũng bù à. Em đơn giản lắm các chị, cứ nói em một tiếng có sao đâu. Như em thế em mua hàng mà nó sứt một tí chỉ, em không bao giờ em bắt người ta bồi thường. Nó là cái chuyện bình thường, quá nhỏ đối với em. Em cầm kim em lược lại cho người ta 2-3 mũi kim thế là xong. Mình làm như thế là mình cũng tạo được một cái phúc đấy các chị, thật sự luôn. Em nói thật mà. Em không bao giờ gây khó dễ đâu. Đó. Tính em nó dễ lắm. Chị nào không khắc phục được cứ nói em một tiếng em trừ tiền cho. Không vấn đề gì cả. Khắc phục được cho em thì em cảm ơn rất là nhiều. Em cảm ơn rất là nhiều luôn ấy. Đây cái con màu kem này em còn có một con này. Hết hàng con này quá đẹp luôn. Màu kem nhá. Con này chị nào vòng eo 74, 75, 76. Nâu 58 ký mặc vừa không? Chị ơi cái đấy vòng eo 76 thôi. Chị 58 ký nhưng chị eo bao nhiêu ạ? Đẹp chưa? Con này màu kem nhung đẹp lắm luôn nhá, hàng Jami. Con này chốt cho em mã kem. Em còn một con vòng eo 74, 75, 76 các chị mặc cho em con này. Con màu kem này quá đẹp luôn, xịn sò. Nào bác nào lấy lên mã kem cho em nhá. Kem này cho song song trước này. Chị Diệu Huyền cứ báo em, ví dụ hỏng cái dây kéo hay như nào cứ báo em. Đơn sau em trừ cho các chị cái đấy luôn. Cái này của ai trước này? Song song trước đúng không? Em có một cái thôi, lúc trưa này em bán quá trời quá đất rồi.
Song song này, chốt cho hết rồi, song song ơi, chưa em trả vào chốt nhiều lắm luôn mà trả vào chốt thì bán 350 cái bán trong vòng nốt nhạc. Đấy, cho chi tuyển một cái, xương rồng xanh hết mất rồi. Hết rồi, cho chi tuyển một cái này. Cho chi tuyển một cái nhé, cái màu này nó là màu da nhé, nó đậm hơn chút xíu cho chi tuyển. À chốt nâu à? Có thấy mà, chốt rồi mà, song song chốt con nâu mà. Cái này của chi tuyển nâu chỉ còn thì chốt cho. Nâu cho chi tuyển đây, nâu mấy cái nè. Gu của em hả? Lúc sáng trả vào chốt, gu của em trả vào chốt. Đây, nâu cho song song nốt cái nâu này. Đây còn có hai cái nâu đỏ này. Một cái nâu vàng bò này. Đây song song có lấy thêm nâu không? Có lấy nâu thêm nâu không? Lúc trưa em. Đấy à? Đây song song lấy thêm nâu đúng không? Gu của em lấy thêm nâu này. Có một cái vàng bò lấy luôn nhé. Rồi. Lúc trưa này nhiều cái đẹp thì chát không vào mà chốt. Cho hướng dương một cái và song song hai cái này. Qua hướng dương này. Trưa này quá trời hàng đẹp thì không vào chốt này. Song song hai chiếc này. Sáng này béo like. Qua béo like một mớ rồi béo bán hôm nay. Qua like cho bà Yến Nhi một mớ rồi. Xong hôm nay lại like cho các bà mớ rồi. 350 cái bán tí hết. À vàng em còn 3 cái. 3 cái vàng. Vàng 3 chiếc này. Chốt mã vàng cho em. Chị nào vòng em 7274 lấy nhá. Vòng em 7274. Này các chị nhìn này. Những cái con này nó giống viên nhật không? Vàng cho Hoàng Dương, cho Di Tuyển này. Cho song song này. Mỗi người một cái này. Nó giống như cái viên nhật ấy, nó là chất lụa ấy, người ta bán tặng 600-700. Mỗi người một cái, ba bà chốt ba cái, xong song song với ba cái bị hết rồi. Chi tuyển này. Song song à. Bị đi bệnh viện như chạy xô ở khổ. Làm sao mà bị đi viện? Em hết vàng rồi, hoa hướng dương này. Hết vàng rồi các chị ơi, xưa nay không buồn vào. Trưa nay buồn vào quá trời quá đất luôn các bà. Trưa nay em bán nhiều lắm. Cái món này săn nó khó lắm, không phải lúc nào cũng có đâu. Săn được thì nó đắt. Nếu mà hàng chính phẩm thì đấy, nhưng em không lấy. Hàng chính phẩm nó giao 22 em bán không ra được. Hàng thanh lý mới khó chứ còn hàng chính phẩm nó đấy. Đấy, hàng chính phẩm những con này nó giao 22, 28 gì đấy tầm đấy. Còn hàng Hazami đấy các chị à, 130.000. Hàng này các chị mua nếu mà đúng hãng Zami, các chị gõ vào cái trang web của hàng Zami này nhá, các chị gõ là các chị ra được giá đấy, ra được giá của nó đấy. Đó, mỗi người một cái hết rồi. Hết rồi đấy. Đỏ này còn size S thôi, nó còn mỗi size S thôi. Đỏ S còn 3 cái, 130.000 một cái chốt đỏ. Không còn đâu các Yến Nhi ơi, không còn hết rồi. Sáng nó chỉ bán quá trời quá đất thì không buồn vào. Đây cho song song đỏ này. Bà nào lấy đỏ nữa không? Ông eo 7274 này, cho Diệu Huyền hai chiếc nữa là hết này. Song song này. Thu hồng sau rồi ạ. Em bây giờ còn ít thôi các chị, em còn nhiều. Đợt trưa chưa em nhiều em like thì các bác mùn vào. Chưa em bán quá trời luôn. Chưa em bán nhiều lắm. Qua em đã bán một lô rồi. Em tách một lô cho Yến Nhi bác rồi. Còn đâu em bán nữa chứ. Một con đen cuối cùng. Em còn một con đen này, lúc nào lấy chút đen cho em. Cái này còn một cái. Đen ra song song là hết. Ở nó vóc tương tác nó có thông báo đây. Cái này hết, chị Diệu Huyền sau này. Song song này. Bà Yến Nhi Nam bán vào bà cua được một đống hay một bì kìa. Bà Yến Nhi Nam bà cua được một bì kìa này.
Chỉ mong bà kêu là sao chị ơi nhiều thế để béo xả để béo bán nhắc bà ngay. Nhưng nay không thấy bà kêu. Bà Yến Nhi Nam đâu rồi nhỉ? Hôm nay mong bà Yến Nhi Nam kêu nhiều quá chị ơi, để cho béo xả béo bán mà không thấy bà kêu. Lần trước bà kêu nhiều quá béo xả hết để béo bán trong vòng phút mốt các bạn. Lần này chỉ mong bà kêu chị ơi sao chốt được nhiều thế để béo xả để béo bán mà không thấy bà kêu luôn. Con này size M chốt M cho em nhé. Con đẹp, con bèo các chị nha. Con này chất đẹp lắm các chị ơi, đen bèo size M vòng eo 74-76. Chốt mã bèo cho em, mã bèo cho em các chị nhá. Chốt mã bèo cho em. Đấy, hôm lần trước béo rỗi béo xả ra hết đơn của bà ấy. Đen lấy hết cho song song này. Đây, còn một cái đỏ cho nó song song, lấy cho hết song song. Đó. Lần trước bà ấy nói cái là béo rỗi béo xả hết ra, xong lần sau không có dám. Là mai lại phải làm hòa với béo ngay, không có dám đâu mà khổ. Cái này của song song này. Nay không dám kêu nhiều thế chị ơi. Kêu là lần này béo sẽ quay lại ngay cho các bà, quay lại hết cái comment của các bà cho các bà xem các bà chốt được bao nhiêu con này. Đó, cho song song nốt là hết này các chị ơi. Kêu hết rồi. Em hết cái đen cái đỏ rồi nha, hết rồi nha. Không thấy kêu, vừa chốt đơn rồi không thấy kêu. Kêu chỉ cần kêu béo ơi sao đơn này chị chốt cho em nhiều thế, là béo chỉ cần nghe mỗi câu đấy béo xả để bán cho các bà ngay, vì đang thiếu hàng nhung bán nữa các chị. Không có mà bán cơ. Không đi kêu gì cả. Không hết rồi đấy. Đây còn một con, còn hai con nhung đen nữa này. Còn hai con nhung đen, một cái size M một cái S này. Bèo cho chị. Đây còn một cái đen S, đen M nữa này. Xong xong con lấy nốt này, lấy không ai lấy nốt này. Cái chị Diệu Huyền nốt một cái này. Diệu Huyền một cái này. Còn một cái S vòng em 72-74 này. Đen bèo này cho ai đây? Đen bèo cho chị, cho Si Tuyển một cái này. Đen bèo cho Si Tuyển này. Si Tuyển và Diệu Huyền này. Hết. Ừ, hết rồi, nên lấy nốt hết rồi. Trần Hứa ơi, đây còn con đen nữa cho xong xong nốt này. Trần Hứa ra đóng cho đơn của Yến Nhi đi. Đơn của Yến Nhi ra đóng đi. Đơn một bao to kìa. Ra đóng nốt cái đơn bao to kia đi bố, để mà đi cho nó gọn nhà đi. Đây còn mấy con này, còn hai con này bắt đầu lấy nốt cho em lấy này. Hết rồi, còn có mấy cái à, hết rồi. Đây còn con nhung này. Tặng một bông hoa cài áo luôn này. Ồ con này nhung cứng đó chị ạ. Ủa em có lấy cái mã đâu mà nó nhét ra cho em, trời đất ạ. Thôi mã này không phải là mã em lấy. Bông hoa phía sau là hàng gì em ơi? Cái này mà hàng von, hàng zoom của em đó chị ơi. Em lấy cho song song nhé, còn hai cái này chị bán rẻ cho song song này. Cái mã này chị không có lấy mà nó đắt như là mã này luôn, nó đi nó bỏ vào này. Chị tính cho song song 80.000 con này, hai con là 160. Đó, chị vẫn bán cho nó đấy, không không đâu mà. Nó bỏ nhầm mà chị vẫn bán luôn này này. Chị chịu thiệt, chị vẫn bán mà, tính chị thế mà. Cái công chị đi giả lại, chị làm cái thứ khác còn nhiều tiền hơn. Cho song song hai cái, lấy 80.000 một cái. Cái công em vác cái hai cái đầm này vào trong kia, trời nắng em đi em đổi thì chẳng thà em ngồi em like còn bán được nhiều tiền hơn cái công em đi đổi. Em bán cho nó thế là xong, bán cho lần sau em bảo nó thích bù thì bù, trả bù thì thôi. Đó, tính em nó dễ như cao ve. Em báo là cái này chị không lấy mày bỏ cho chị ạ, thì là coi như ok, bù bù trả bù thôi. Rồi chị Hương Nguyễn ơi, một cái em không đi đơn 80k này. Em đi đơn từ hai sản phẩm chị Hương Nguyễn nhé. Chị chốt cái gì chị chốt cố cho em hai cái để em đi đơn nhé. Chốt cố cho em hai cái để em đi đơn. Hai cái nhung cứng này. Đây còn một cái nhung đen này, lúc nào lấy nốt cho em lấy này. Nhung đen này là bèo đấy. Lúc nào lấy nhung đen bèo này. Còn một cái này. Nhung đen xích còn một cái này. Nhung đen bèo còn một cái. Size S. Nhung đen xích này cho chị Diệu Huyền một cái này.
Diệu Huyền lấy luôn hai cái hả? Lấy luôn hai cái đi, hết rồi đấy. Con xích với con đen này. Lấy đen hay lấy bèo đây? Còn hai cái, một con xích, một cái bèo. Lấy xích ok cho Diệu Huyền, xích này. Còn một con bèo nữa nè. Rồi em còn một con bèo nữa là em hết hàng. Đây nhá, xích này cho Diệu Huyền này. Đấy, còn một con bèo nữa, bác nào lấy thì lấy. Còn mấy con xanh này, bác nào hốt nốt thì em hốt này. Con xanh này em đảm bảo các chị là nó đẹp, các chị nhận chất là biết nó phê. Giờ dơ lên thì chưa thấy phê đâu, nhưng mà cái lúc mà nhận chất là các chị sẽ phê luôn. Cái này nó đẹp lắm. Chị Nhàn Thanh, cái này size S thôi chị mặc được không? Chị Nhàn Thanh ơi, vòng eo 72, 74 chị mặc được không? Chị lấy được thì ok cho em. Em cứ ghi vào đây này, cho em vòng eo đi chị Nhàn Thanh ơi. 130.000. Chị Nhàn Thanh vòng eo bao nhiêu đấy? Cái này vòng eo 72, 74 mặc thôi nhá. Em báo luôn cho chị vòng eo 72, 74. Rồi chị Diệu Huyền hai cái xanh. Cái xanh này chất nó đẹp lắm chị. Nghe em đi. Nó đẹp trong nhất trong các loại chất nhung luôn. Nào chị nào lấy nữa không? Em còn mấy cái xanh nữa là em hết. Cái xanh nào nó đẹp nữa em lấy nhiều. Diệu Huyền này. Nào chị nào lấy xanh nữa không? Em còn này. Xanh em còn 4 cái này, 4 cái, 5 cái này, 7, 8 cái này, 9 cái này, 10 cái xanh nữa nè. Cái xanh nó đẹp em lấy nhiều. Xanh em chốt chị Phương Liên Ngô này. Phương Liên Ngô size L này. Đây của chị Phương Liên Ngô. Ok, 130 tiền một cái, Yến Nhi ơi. Rồi bà cứ hỏi giá đi, em béo hết ngay và luôn. Cứ ngồi hỏi giá một tí là không còn cái nào mà chốt. Đây, 130.000 con váy này, các chị đi ra đầu Dốc Lã mua hộ em xem có phải em nói điêu không? 220.000. 220.000 ra đầu Dốc Lã chốt cho em xem có đúng con váy này nó xỉ 220 không nha. Đây cho chị Lê Diễm cái này. Đầu Dốc Lã nó đang xỉ 220 đấy. Giờ hiện giờ vẫn đang bán. Em bán rẻ được cho các chị 101 lận. Lê Diễm một cái này, con này rất là đẹp này. Ba cái L và một cái XL. Hết XL rồi. Còn S nữa thôi. Xem nào, ba cái L xem còn có đủ L không này. À đây còn một XL này. Ok, Yến Nhi may quá. Đây 3L 1XL cho ấy đây. Thi tuyển xanh L để tính. Ok, thi tuyển một cái xanh L này. Chất nó đẹp lắm, các bà nhận đi. Cái chất này này, phê lắm. Thi tuyển một cái và Yến Nhi quách một cái này. Ba cái này. Phương ơi. Đơn hôm trước là gộp, đơn hôm nay là đi hết rồi các chị nhé. Cái này của Yến Nhi quách. Yến Nhi quách một đơn của em đây đến nơi rồi đấy. Yến Nhi quách một đơn của em đến nơi rồi mà ship gọi cho em không được đấy, chị đang nhắn trên hệ thống đấy. Mai là chị báo em nó phát lại nhá. Nó đang báo trên hệ thống là không liên lạc được với em kìa. Đây 3L và 1XL đây. Ba cái L và một cái 1XL đây. Ba cái L một cái XL. Đây em còn là mấy cái size S này. Một cái size L này. Bốn cái S này, một cái size L này. Hai cái size L này. Em còn 3L với 4S nữa. Ừ, thế thì tí nữa chị cho cái số của ship, mai hẹn nó ship cho. Em còn 3L với lại một cái ba cái S nữa, chị nào lấy thì còn một con kem này, bác nào quất nốt cho em 100k này, size S nha. Ờ, hộp đơn hôm nay không biết là của Nhàn Thanh có một cái. Lấy thêm 3L chị Yến Nhi quách này, cái này dễ bán bỏ xừ thôi. Không biết là mấy đứa nó đi đơn cho bà Nhàn Thanh chưa? Đi rồi. Nhàn Thanh để đơn lại xem nào. Ok, Yến Nhi quách này.
Rồi, ok. Tí nữa béo xem là nó đã tạm mát đơn chứ, nó tạm mát đơn là nó đi mất tiêu rồi bà Nhàn Thanh. À chưa đâu à? Gớm kiếm size L còn không em? Em còn một cái em hết rồi đấy, em còn mỗi ba cái size S thôi chị ạ. Em còn có ba cái size S thôi, chị lấy thì lấy, em hết rồi. Đây em còn cái này size L, size XL này. Ba cái này em còn ML, XL, bác nào lấy thì chốt cho em, còn đúng ba cái. Ba con này em còn ML, XL, chị nào lấy lên cho em đã. Kèm theo size. Ba cái này còn ML, XL, em nói thật cái chất nhung này là rất là đanh và đẹp đấy chị nhá. Nghe lời em đi, nó đẹp lắm. ML, XL vào hồng vào đỗ, chốt mã hồng cho em. Có size ML, XL em có mỗi thứ một cái là hết hàng đấy chị nhá. Đây. 130.000, tay của nó đính ngọc nhá các chị nhá. Tay của nó đính ngọc này, đỏ L cho Yến Nhi Quách này. Còn một cái XL, một cái L, một cái M. Yến Nhi Quách này. Ok. Chị Tuyết Võ một cái. Ok, em chốt thì chị Tuyết Võ M này. Ok các chế, thế là em hết màu hồng nhá. Em hết rồi đấy, hết sạch thành xanh đấy. Đấy, mấy trăm cái vậy. Chị Hà Bùi em hết rồi. Em hết rồi nhá cả nhà nhá, em hết sạch sành xanh rồi đấy. Bán trong vòng một nốt nhạc hết. Hết sạch sành xanh. Em còn hai cái bộ lụa này xay ép. Trời ơi, nó đẹp, nghĩ mãi cuộc đời luôn. Ờ, tại chốt chậm vậy ta. Còn mỗi hai bộ lụa vơ sát, hàng này nó giao xỉ là 280 nhá. Hàng này chất không đẹp, giả lại béo. Còn đúng hai bộ, chị nào nặng 45 đến 55 cân mặc được cái này cho em. Chốt bộ em bán nốt cho các chị. Con này là vừa lúc trưa em bán 150, rồi bán nốt 130. Còn đúng hai bộ bán nốt 130 cho các bác. Cho xong xong một bộ, còn một bộ nó bác nào lấy thì lấy. Còn một bộ nữa, hàng này nó đẹp lắm, các chị nhận chất rồi biết. Hàng giao xỉ 28 thôi các bác ạ. Em bán nốt 130 này. Cho xong xong nốt 2 set là hết. Đó. Chị Tuyển ấy hết rồi, hết sạch rồi. Hết rồi cả nhà nha. Trưa nên không buồn vào, em bán hết trong vòng nốt nhạc luôn, hết rồi. Chị Tuyển ấy hết rồi. Đúng hai bộ hết hàng. Màu kem là còn hai cái, bác nào lấy nốt cho em chốt 100k nốt mã kem, còn đúng hai cái hết hàng. Chị nào lấy lên cho em mã kem. Con này nó bị dơ rồi, còn một cái thôi nhé, con này bị dơ rồi. Còn một cái màu kem thôi, con này bị dơ để lát nữa em đi em giặt đã. Còn một cái màu kem, bác nào lấy chốt kem cho em. 100k nốt nhé, con này là 140, 30, 550 bán 100 nốt màu kem cho em này. Một cái kem hết hàng, còn một cái dơ để em quăng em giặt. Một cái vàng bò này. Một cái vàng bò, bác nào lấy chốt nốt vàng bò cho em làm hết rồi này. Một cái vàng bò, chị nào lấy thì chốt vàng bò nốt cho em nhé. Vàng bò chị nào size XL bằng E80 lấy cho em. 100k nốt mã vàng bò cho em. 100k nốt, bác nào lấy lên mã vàng bò cho em. Vàng bò cho em đó chị ơi. 100k mã beo, mã quên mã đen cho em. Bác nào lấy lên mã đen, còn mấy cái hết nha. 3 cái cái hàng. Vàng bò em cho chị Lê Diễm 100k nốt này. Đen cho xong xong nốt là hết này. Xong xong đen này. Đây nhá, còn con đen này cũng đẹp này. Cái đen cổ vét chốt mã đen vét cho em này. Đó, còn một cái hết hàng. Ai lấy nốt cho em chốt nốt. Là hết hàng. Bác nào lấy cái đen cổ vét chốt đen cổ vét cho em. Cho xong xong nốt là hết này. Hết hàng.
Con này đẹp, trưa này bán hết rồi, còn sót lại mỗi con hết. Nhung xanh còn mấy cái lại hết. Màu kem còn 2 cái, hết rồi. Nhung đen, nhung xanh, nhung đỏ, con này lấy nốt cho em này. Còn 2 chiếc nhung đỏ này. Thì đóng đơn thì đóng. Thì mua Nguyễn thì em hết rồi, còn một cái bạn Yến Nhi, bạn quên, bạn song song bạn lấy rồi ạ. Em còn mỗi một cái thôi chị ạ. À đây của chị Nhàn Thanh lúc trưa này có một cái này, mấy đứa nó xả ra này. Rồi em để gộp đơn cho chị Nhàn Thanh luôn này. Có một cái này. Thì bỏ giấy bóng này này, xong nó bắt đầu bỏ vào đấy. Đỏ mờ, bác nào lấy chốt đỏ mờ. À đây còn một set này để em chốt cho chị gì nhỉ. Chị nào nó lấy, lúc nãy lấy 2 set mà em mới có một set nhỉ. Chị nào lúc nãy cái áo dài em còn đợi một set báo em nhỉ, chị nào nhỉ, chị Lê Diễm hay chị nào nhỉ. Lúc em bây giờ chị nào lấy đòi 2 set áo dài mà em mới chốt cho chị một set này. Còn một set áo dài nữa, bác nào lấy thì chốt cho em nhé. Đỏ hết rồi nàng ơi. Đỏ mờ đó là set áo dài đấy, 130.000. Bác nào vừa nãy em thiếu một set em nhớ mà, cho xin tuyển set nốt này. Không biết bà nào thiếu thì béo kêu không ạ, tôi cho xin tuyển nốt cái set áo dài này hết 130 nốt này. Này là buổi trưa em bán 150 đấy, cho em hết rồi, Quách cái Nhi hết rồi. Hết sạch sành xanh này. Em còn đỏ ép này. Nhàn Thanh không phải cái này à? Cái này em thấy bọn nó vứt ra mà. Cái này này em thấy có tên của chị đây này, lại chị vừa nói là buổi chiều chị có đơn. Thế này em thấy nó có ghi tên đây là cái quăng đống này là em bảo không biết có phải của chị không. Đấy, theo em bỏ ra chị Nhàn Thanh đấy mới được một cái đi, cố gắng chốt thêm cái nữa để em đi đơn. Con này size S vòng eo 72-74 các chị mặc cho em. Đấy. Vòng eo 72-74 chốt cho em mã này, mã đỏ S vòng eo 72-74 130.000 chốt mã đỏ S cho em. Vòng eo 72-74. Thôi còn một con bán nốt 100k nốt cho hết. Còn 100k nốt cho hết. À, bác nào lấy lên mã 100 nốt cho hết nhỉ. Em hết hàng rồi đấy, hết sạch xanh còn một cái cuối cùng, chị nào lấy thì lấy. Chốt em mã đỏ. Ô thì đấy đang nó đang ngồi đấy nó chơi thì cố gắng làm đi, cứ rủ rủ nó vào cho xin tuyển nốt này. Chốt cho xin tuyển nốt này. Là hết đấy cả nhà. Xin tuyển này cho Quách Anh Nhi xanh này. Còn set áo dài không? Em hết rồi chị Oanh Kim ơi, béo hết rồi. Buổi sáng nó còn quá trời thì không ai chốt, bây giờ lại danh nhau chốt. Hết rồi. Còn mấy cái bán nốt cho các chị cho nó hết. Hết lô rồi, sạch sành xanh. Rồi xanh nhung cho Quách Yến Nhi rồi còn đâu. Úi giời, úi giời. Con này xanh nhung cho Quách Yến Nhi rồi đây. Hết rồi đấy. Đây còn con đen này, đen size S thì nào lấy chốt đen cho em. Chị Thu Hồng không có đỏ đâu chị ơi, lúc nãy chị chốt sau. Đây còn đen, đen này bác nào lấy nốt cho em 130k bán nốt 100 nốt cho em, cho em hết nha. Còn đen S này bán cho các chị nốt 100k nốt cho hết nha. Còn một cái em cho đi nốt. Bác nào vòng em 72-74, vòng em 70-72-74 lấy cho em con đen bèo này. Chốt đen bèo còn một con. Đen bèo còn một con, chất đẹp lắm cả nhà nhá. Con này chất đẹp lắm luôn này, chốt đen bèo này. Em còn 5 cái size S này, bác nào lấy nốt cho em nhá. Xong xong này, em còn 5 cái size S, bác nào lấy nốt cho em. Vòng eo 70-74 các chị mặc. Còn mấy con hết. Còn 5 con size S mà màu xanh đó bác nào. À đây còn một bộ lúc nãy chị nào chưa chốt thì em lại chốt một cái. Một bộ chị nào vừa đây, vừa nào đây. Chị Châu Ngọc sau rồi, cái này của ấy rồi. Xong xong trước rồi. Còn một set cuối cùng bác nào lấy cho em lấy này. Một set cuối cùng nhá. Con này là 150.000 em bán nốt cho các chị 130 thôi. Xét cho si tuyển nốt là hết này. Em hết rồi. Hết rồi, quá đẹp luôn. Còn 5 con size S này, chị nào lấy thì chốt ngay vào luôn cho em còn kịp này. Còn đúng 5 con size S nhá, em bán nốt vòng eo từ 70-74 thì mặc em bán nốt 100k nhá. Còn bình thường là bán không bán, còn đúng 5 cái thì em sẽ sell nốt cho các chị. Là em hết hàng, hết sạch luôn, không còn cái gì nữa. Các chị lấy đi, con này á, chất của nó không đẹp giả lại em béo nhá.
Đó, bác nào lấy con này chốt xanh cho em ngay và luôn, còn đúng mấy con này bán nốt cho các chị, 5 con, đúng 5 con size S cuối cùng nên bán nốt cho các chị nhé. Vòng eo 74 quay đầu cho em vừa hết, co giãn thoải mái. Hàng đẹp nhé các chị nhé, chốt cho em mã xanh, còn 5 cái cuối cùng size S em bán rẻ nốt cho hết. Con này xanh S cho chị Hà Bùi này, chị nào lấy nữa không? Còn đúng 5 cái. Chị Hà Bùi này. 100 này, cho chị Nguyễn Thu Hồng một cái này. Còn mấy cái em bán nốt cho nó hết nha. Chị Hà Bùi, chị Nguyễn Thu Hồng. Không không. Chị Nhi quát một cái là hết này. Hà Bùi này. Nguyễn Thu Hồng này. Song song này. Kiến Nhi quách một cái nữa là hết. Rồi em hết nha, em hết hàng nhung rồi các bạn. Em hết hàng nhung rồi, lại phải đợi đi săn lô khác mới có. Em hết sạch nhung rồi. Đi quay được 2 con là hết rồi. Em hết rồi cả nhà nha. Rồi em hết sạch rồi cả nhà. Em hết sạch nhưng bây giờ em lên đầm 1 tà 2 tà các chị nhá. Em lên đầm 1 tà 2 tà. Đầm 1 tà 2 tà. Rồi em lấy cái kéo cắt cái bao các chị ơi. Rồi em tí em cắt cái bao này. Gì đấy? Là 1 tà, 2 tà. Đầm form nuôi cá. Ôi giời ơi, bao to. Cái zoom. Cái zoom hôm em mua mẫu và em làm được các bác này. Quá trời quá đất. Chờ em tí nha. Nào em lên tiếp ở nhà ơi. Tầm beo là 160.000. Với chị xỉ 150.000. Zoom à? Zoom có mà sao béo còn chưa lôi ra nhỉ? Nó trong cuối bao này. Thì cứ chốt đi. Zoom chỉ có zoom hoa đỏ size to thôi. Chưa về thêm. Xuất sắc chưa? Con này đẹp dã man luôn. Chốt ma beo cho em này. Beo loang này. Trời ơi nó đẹp. Đuôi cá các chị nhá. Đuôi cá beo loang tay dài eo 65 đến 85 các chị mặc cho em. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em. Con này 160.000, bác nào xỉ là 150.000 nhá. Những cái dòng này không bớt được nhiều đâu. Chốt cho em mã beo loang, đẹp nhất nách. Chốt em mã beo loang này. Beo loang cho em, bác nào lấy lên mã beo loang cho em ạ. Beo loang các chị nhá, hàng 1 tà 2 tà này. Beo chốt cho chị Châu Ngọc này. Chốt chị Châu Ngọc một cái này. Đầm nhung em hết sạch rồi chị Yến Phạm, không còn con nào luôn.
Hết sạch, sành xanh, không còn con nào luôn. Nào, con này đầm một tà, hai tà nhá, đẹp nhức nách luôn. Con hai tà này đáng nhẽ nó đắt hơn này này. Tự dưng nó thêm tiền công làm một cái tà nữa bình thường ấy. Thì ví dụ như em làm một tà là nó ra, cái tà này nó lệch ra đến đây thì nó chỉ thêm một tẹo vải thôi, còn hai tà nó gấp đôi lần vải luôn. Xong rồi tự dưng đấy, làm nó khó hơn rất là nhiều, mà em bán cho các chị bao tiền đâu. 200.000 chốt em mã hoa, mã này mã hoa đỏ hai tà nhá, 200.000. Cái em đang cầm trên tay cho các chị từ 65 cân đến 75 cân các chị mặc cho em. Size 2XL và 3XL mà con này cho em được. Chốt em mã đỏ này, đẹp nhất cái nách luôn. Size to nhá. 200k các chị xỉ em tính 180, chốt em mã này là mã hoa đỏ. Mã hoa đỏ cho em, hàng rất là đẹp các chị nhá, hàng u mì cao cấp, con này cũng size 2XL này. Chị nào 65 đến 75 cân này, em chốt chị cho Phương Thi này. Yến Nhi Quách này. Nào, chị nào lấy nước không? Con này mặc lên rất là đẹp, bên dưới chân dập ly các chị nhá. Bên dưới chân của nó dập ly như này nha. Hai cái tà kia nó phủ luôn cái bụng của các chị, nên là chị nào mà có cái bụng to như bụng em mặc là không có thấy khuyết điểm nữa. Che hết khuyết điểm luôn cái bụng to. Hoa đỏ 28 chốt chị Ngọc Linh. Các chị khách mới vui lòng cọc cạc chuyển khoản đến mi đơn chị Ngọc Linh nhá. Vui lòng inbox luôn địa chỉ cho em ạ. Ngọc Linh này. Đó. Chị nào mua 5 cái là tự động em tính cho các chị giá xỉ nhé. Rồi chị nào lấy nữa không nào? Chị nào lấy nữa thì báo em này. Chị Loan Đoàn một cái này. Ok chị Loan Đoàn này. Yến Nhi này, hai chiếc này. Này ok này. Chị lấy đi, hàng rất là đẹp. Hàng rất là đẹp các bác ơi. Ok các chị. Các chị đều có đơn. Con này size 2XL. Cái này cho các chị từ 65 đến 75 cân. Nó có co giãn này, có sử dụng size nhé. Chốt hoa nhí cho em. Eo 70 không vừa chị Châu Ngọc nhé. Cái này các chị ơi, cái này em đọc 2 đến 3XL. Vòng eo các chị nói chung là từ cái này nó do co giãn này, các chị cứ vòng eo từ 80. Con này là 2XL nhé. Vòng eo từ 84, 85 cho đến 90 mặc được. Đó. Chị nào lấy con này chốt hoa nhí cho em. Có cái ly dập ly các chị nhé. Có dập ly ở bên này. Dập ly này. 70kg, 65. Nếu mà chị nào lùn là 65kg nha. Chị nào cao là 75kg cũng mặc được cho em. Chốt cho em mã này là mã hoa nhí. 200.000 chốt em mã hoa nhí. Hàng bao đẹp cho các bác luôn. Hàng em bao đẹp luôn, các chị cứ yên tâm. Riêng hàng này không ở đâu có, có chồng mình em béo có, các chị yên tâm. Có mình em béo có, các chị cứ tha hồ mà chốt. Không ở đâu có đâu. Con này size L này. Đẹp chưa? Ôi ôi xuất sắc. Size L các bác ơi, size L chị nào có cái cân nặng từ 50 cân, 55 đến 62 cân này. Hoa nhí em chốt chị Hòa Trịnh, chị các chị nghe rõ cân nặng cho em nhé, rồi chốt nha. Em chốt chị Hòa Trịnh này. 200k này. Rồi em chốt chị Hòa Trịnh 200.000, hàng không đẹp em không lấy tiền, hàng rất đẹp chứ không phải nói là đẹp nữa. Dập ly một tà hai tà các chị nhé. Đầm suông dập ly một tà hai tà các chị nhìn này. Đẳng cấp luôn. Em chốt chị Hòa Trịnh con này. Em lên con hai tà họa tiết như này. Bên dưới các chị nhá, dập ly này. Đó, bên dưới dập ly. Nó rất là đẹp như thế này. Đằng này nó có cho mình một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh để các chị đựng tiền hoặc đựng điện thoại, rất là xinh luôn. Chốt cho em con này mã số 3 cho em nhé. Con em đang cầm trên tay nó là size L, tương đương với các chị từ 55 cân đến 62 cân các chị mặc được. Size L 1X von Chen cho em này. Chốt cho em mã này là mã số 2 à? Mã số 2 cho em đi. Mã số 2 nhá, các chị nhìn này. Cầm suông dập ly một tà cho hai tà cho em. Chốt em mã số 2 ạ. Mã số 2 rất đẹp cho em. Mã số 2 cực đẹp luôn. Con này cũng size L, chị nào 57 đến 62 cân mặc cho em, tương đương với size L 1X mặc được, nó co giãn thoải mái nhé. Con này chốt cho em mã số 3. Mã số 3 không đẹp không lấy tiền. Trong này có dập ly các chị đi, các chị đá cái chân ra tự dưng nó xòe cái tà có cái ly ra rất là xinh. Đó, xòe cái tà váy có ly ra bên ngoài, nó trang trí bằng một lớp beo đỏ như thế này, rất là đẹp. Chốt cho em mã này là mã
ba beo đi. Yến Nhi quét con này. Con này chốt ba beo cho em đi nhé. Yến Nhi quét này. Ok, Yến Nhi quét. Nào, con này chốt em ma beo các chị nhé. Càng nhìn càng sang, càng nhìn càng đẹp. Các chị chấm bài, chia sẻ bài cho em. View đủ 60 người em tặng quà. À không phải, cái ba là cái này à? Ok. Ok, chị tưởng cái ba là cái kia. Rồi ok, ba là cái beo, chốt beo cho Quách này. Rồi. Ô sờ kê. Rồi lấy số 3 là cái này gì? Quá đẹp luôn. Con này chốt cho em mã số 4. Chị nào cân nặng từ 60 đến 70 cân các chị mặc cho em nhé. Mã số 4. Cân nặng từ 60 đến 70 cân. Nó co giãn, nó có sử dụng size, dễ mặc lắm. Con này chốt mã 4 cho em. Rất là đẹp như thế này. Mã số 4 cho em nhé. Đấy. Bác nào lấy con này chốt mã số 4 cho em. U mì rất là nặng tay luôn. Dập ly bên dưới này nhé. Chốt mã số 4 cho em. Chị nào lấy lên mã số 4 cho em. 200k các chị xỉ 5 cái. Em tính giá 180 cho các bác luôn. Mã số 4 cho em các chị ơi, rất đẹp. Xuất sắc luôn này. Xuất sắc luôn, 60 đến 70 kg các chị lấy con này chốt cho em mã này là mã số 5. Đầm 2 tà dập ly, chốt mã số 5 cho em. Mã số 5, con này là size XL. À, có size L đấy chị Châu Ngọc nhé, nó chỉ có size L trở lên từ 57 cân trở lên thôi, 4 cho song song này. Con này là mã 4 à? Đúng không? Song song. Nó có từ size L trở lên nhá. Béo không thích làm size M với lại size S đâu. Béo ghét làm hai cái size nên béo chỉ làm từ size L trở lên. Song song mã số 4 này. Mã 4 là mã này cho song song này. Mỹ Tiên mã 5 là mã vừa giờ đúng không? Ok chế. Các chị cứ chốt thì có size L, XL, 2XL đó các chị nhá. Đây song song này, Mỹ Tiên này. Ok, mã 5 cho Mỹ Tiên. Chị nào lấy mã 5 em còn. À, 4 là một tà chị biết rồi, chị bỏ con một tà cho em rồi đấy. Đây, cái này là của Mỹ Tiên này. Trời ơi, nó đẹp quá cả nhà ơi, nó đẹp. Hàng nhà béo không chê đi đâu được các chị nhá. Em bán nhà em xong rồi em cứ thấy nhà mình bán rẻ, thật sự mà. Nào, chị nào lấy con này chốt cho em mã đỏ cho em. 75kg quay đầu, 70 chị nào mà lùn thì 65kg, mà cao là 75kg các chị mặc cho em. Nó co giãn dễ mặc lắm, con này mã đỏ cho em. Mã đỏ đầm 2 tà các bác nha. Trời ơi nó đẹp các chị nhìn này. Nó đẹp dã man. Mã đỏ cho em. 65 đến 75. Chốt cho em mã đỏ cho Yến Nhi Quách này. Yến Nhi Quách này. Em không biết có hay không. Nó tí để em từ em vạch ra xem có. Em không để ý. Em không để ý là có hay không nữa. Con beo em còn nhé. Bác nào lấy thì chốt beo cho em nhé. Con beo này nó sang dã man luôn. Con này em đang cầm trên tay là size XL. 60 đến 70kg. Các chị chốt cho em. 60 đến 70kg. Các chị chốt cho em mã beo đỏ này. Trời ơi nó đẹp quá. Các chị đi là tự dưng đá cái chân nó ra. Nó đã xòe ra cái tà có ly. Nó rất là sang nhé. Và tất cả những cái bụng mỡ này được che hết. Giấu vào hai cái tà này luôn. Không có thấy cái gì luôn. Chốt cho em con này là mã beo đi. Mã beo đỏ cho em nhé. Đỏ cao 1m64, 70kg. Chị lấy cái size XL cho em. Chị Nhung Lưu rồi. Chị lấy size XL. Chị Hương Nguyễn. Chị mặc được XL ạ. Chị Hương Nguyễn này. Là chị Hương Nguyễn con này này. Ok chị Hương Nguyễn 200. Chị mặc được size XL. Chị Hương Nhung Lưu nhé. Cao 1m64, 70kg. Chị mặc size XL cho em. Chị Nhung Lưu lấy cái gì size XL cái này đúng không? Rồi ok em chốt chị Nhung Lưu cái beo XL nữa này. $200.000 một cái đầm. Chất là u mì chị ơi. Chất u mì co giãn. Dễ mặc lắm. Rồi chốt chị Nhung Lưu nhá. Cái phần vải bên trong này nó là u mì các bác nhá. Phần vải bên trong này nó là u mì dập ly. Và bên ngoài nó là chất vải von. Vải von trang trí bên ngoài nhá các chị nhá. Rồi ok. Tiếp tục em lên này. Có đủ size đấy các bác cứ chốt thì chị nào mà size L trở lên là chốt, size XL trở xuống là chốt cho em.
Con chấm bi này là 65 đến 75 cân, làm cho em mã chấm bi nhé. Ôi trời nó đẹp. 65 đến 75 cân chốt mã chấm bi. Hai tà dập ly chốt cho em con này mã bi cho em nhé. Mã bi rồi nó còn có hoa chân hoa ơ đẹp không các chị? Không lấy đỏ beo hả? Rồi ok chế. Không lấy thì cứ báo xả lên một tiếng cho nó nhanh, cứ để đi đơn là mệt lắm. Rồi đỏ beo không lấy rồi, ok. Bỏ của chính hương lưu con này ra. Con này 65 đến 75 cân các chị mặc cho em. Con này chốt mã bi cho em, con này rất là đẹp cho em nhé. Chị nào 2XL và 3XL là mặc vừa con này. Chốt cho em mã này là mã bi cho em. Bi nhá, cái tà của nó có hoa chân đẹp quá. Chốt em chỗ chị Hòa Trịnh này. Ok, chị Hòa Trịnh dồn đơn này. Chị lấy đỏ à? Ok, chị Nhung Lưu. Chị Hòa Trịnh. Lấy đỏ, chị Nhung Lưu lấy đỏ. Tí nữa em lên cái đỏ chị chốt nha. Một tà để chín thì tìm nữa. Ông Hướng để đè hết cái đống một tà của tôi rồi. Lấy một tà tôi like cho song song nè. Đè hết cái đống một tà cái làm sao mà like được. Cái đỏ này đúng không chị Nhung Lưu? Đúng con này thì chị ok cho em này. Nếu mà đúng con này chị ok cho em nhé. Đây, chuẩn con này không? Chuẩn con này thì ok cho em nhé. Đấy con đỏ đây, nếu đúng thì ok cho em. Con này chốt cho em con này một tà này. Chị nào 60 đến 70 kg mặc cho em con này, mã này là mã một tà cho em đẹp chưa? 60 đến 70 kg chốt một tà cho em này. Ok chị Nhung Lưu này, size XL này. Nào chị nào lấy con đầm một tà quá đẹp luôn này, chốt một tà cho em này. 60 đến 70 kg mặc cho em. 60 đến 70 kg các chị mặc cho em. À cho song song này. Bố bỏ cái mấy cái cục to thôi, bố bê ít một tà ra tôi like cho song song à. Ở cửa hàng còn quá trời quá đất luôn. Gần 400 con đầm 2 tà với một tà vừa về xong. Con này 2 tà. Giống con đỏ có màu khác không? Em có đấy nhưng mà các chị cứ từ từ em lên. Em có đấy, từ từ em lên. Con này chốt cho em con này là mã. Mã này là mã, con này lông vũ đấy các chị. Con này lông vũ nó đẹp không? Trời ơi, nó xuất sắc chưa? Con này size L chị nào 55 cân đến 62 cân mặc được cho em con này. Chốt cho em mã L nha, mã L cho em. Rất là đẹp này. Mã L cho em, không đẹp không lấy tiền này. Đỏ chốt em mã này, mã đỏ cho em. Chị nào có cái cân nặng là 60-70kg mặc cho em nhé. Đỏ hoa rất là đẹp này, hoa hồng này. Đẹp không? Các chị ơi lấy cho em mã này mã đỏ nha. Hai tà mã đỏ, chốt mã đỏ cho em. 60-70kg các chị mặc cho em. Đây bố bê cái đống một tà đây, chốt cho song song bố ơi. Đấy cái đầu đống một tà u mì đi. Chốt em mã đỏ cho em, rất đẹp các chị ơi. Mã đỏ rất là đẹp cho em. Đỏ hoa em chốt cho Quách Nhi, Yến Nhi này. Đây bố quăng ở góc này cái này. Tiến đi này. Đây một tà của song song đây. Giá 200.000 đồng chị Hoa Mai nhé. 200.000 đồng một con siêu phẩm. Cái loại này là đầm siêu phẩm mà không nhà nào có. Các chị biết không? Những cái viên bình thường người ta cũng đã like 250, 350 rồi. Cái này của em một tà xong lại còn trang trí bên ngoài bằng một lớp siêu đẹp nữa. Đây lên con này một tà chị ấy này. Dồn đơn. Cái sáng quay chị chốt Ngọc Hân lấy mã đỏ. Ok em chốt chị ngắn mã đỏ size L này. Ngọc Hân này. Size L này. Ok chị Ngọc Hân. Em chốt cho chị Ngọc Hân cái này. $200.000 một cái các chị ơi, siêu đẹp, siêu VIP. Chốt chị Ngọc Hân cái hoa đỏ này nhá. Đây. Chị Ngọc Hân cái này nha. Con này một tà, chị nào lấy con này chốt cho em mã này, mã lại mã số 1, 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg, chị Hương Nguyễn ơi, em lại xả đơn của chị, em không bán đâu. Đang có cái nọ đổi sang cái kia, em xả đơn chị Hương Nguyễn nha. Nguyễn xả đơn không bán. Rồi, ok, chị không bán nữa, cứ các chị cứ thấy cái trước đẹp hơn cái sau, bắt đầu chị đổi với xả là em xả hết đơn rồi em không bán nhá.
em không bán luôn. Chị nào lấy con này chốt cho em mã hoa đỏ này. Lấy chồng rồi mai các chị chán chồng, chị bỏ chồng, chị đi lấy chồng khác à? Các chị mình mua bán mình có lập trường tí chứ. Tí lại xả là xả hẳn luôn, không cần mua nữa, thế là xong. Con này chốt em mã hoa đỏ nhé các chị. Xả luôn, không cần bán, không cần mua nữa là xong. Em tính em cứ kiên quyết là mua và bán là bán. Em đã thích em chốt mà chốt em lấy. Chốt em hoa đỏ con một tà nhé. Con này em có cả 2XL này cho song song này. Có cả XL với 2XL đấy. Bác nào thích lấy 2XL có này. Có cho song song con hoa đỏ này. Mình lấy chồng, con tí mình chán chồng và tôi chán ông mà tôi muốn lấy chồng khác tôi bỏ ông à. Kiểu đấy. Không được. Mình mua bán có lập trường một tí cho em. Chị Hương Nguyễn á, kể cả chị mua cũng được, không mua cũng được, em xả luôn đơn cho không sao cả. Em ế nhiều thì em không ế một chiếc, hai chiếc đâu. Các chị mua thì chốt chắc giúp em mà không mua thôi. Đừng có vừa mua xong tí lại xả đơn thế. Đó. Vừa gọi bát phở gà xong tí các chị bảo em không thích phở gà, chị mang chị đổi cho em. Em lấy phở bò cơ, xem mà người ta có bán cho các chị nữa không. Đây con này hoa hồng cho em này, hoa hồng đẹp không? Chốt cho em mã hoa hồng các bác nha, hoa hồng hoa chùm rất là đẹp. Chốt cho em mã hoa hồng đồng giá 200k. Hoa hồng 200.000. Bố mày tống cái thằng này vào trong buồng, tôi kia nó cứ cười nhức hết cả đầu, không thể nào mà bán hàng được nữa này. Đi vào trong buồng. Ồ, đến giờ nó tự tăng, nó tăng động rồi các bác, nó tăng động nó thì nó chỉ cười thôi. Nó cười nó không biết dừng lại, nó chỉ khi mình nhéo nó một cái bắt đầu nó mới tỉnh lại, nó mới không cười nữa. Có nó cứ cười thế các bác ạ, chán lắm. Con này thổ cẩm cho em, mã thổ cẩm các bác nha. Thổ cẩm cho em. Cái em đang cầm trên tay là 65 đến 75 cân, mặc cho em mã thổ cẩm. 65 đến 75 cân chốt mã thổ cẩm cho em. Đẹp lắm cả nhà ơi, vào chốt đi. Trời ơi, hàng đẹp nhất cái nách luôn. Chốt thổ cẩm cho em. Chốt thổ cẩm cho em, vừa đẹp vừa rẻ nữa. Cộng lời ít nữa, đây con này size L này. Kiểu khác để mua à, bây giờ đang lên một tà hai tà. Em chốt cho chị Hòa Hiền Nguyễn này. Hòa Hiền Nguyễn có thổ cẩm này. Ok, chị Hà Huyền Nguyễn này. Hòa Hiền Nguyễn này. Chị Hòa Huyền Nguyễn lên số cho em nhé. Lên số và inbox địa chỉ cho em. Nhớ khách mới cọc cạc chuyển khoản em đi đơn nhá. Em đã ghim bên dưới rồi. Shop không cho đồng kiểm. Chị nào ưng ý thì mình lấy, không ưng ý vui lòng không chốt nha. Đi về trong nhà cho mẹ. Mẹ đang bán hàng cứ ra đây cười, mẹ cho nệm chứ chẳng giờ này. Đây là mẹ yêu cái. Đây là mẹ yêu cái, nhanh. Đi ra đây. Đây có một con xanh này, xanh cho song song này. Ôi ôi đẹp quá. Xanh lờ cho song song này. Song song này. Hoa chùm chị nào size 70 Yến Nhi Quách song xanh xanh này. Ok, Yến Nhi Quách xanh này. Ok, chị Hòa Hiền Nguyễn này. Chị Nguyễn Hương ơi, em đang chưa tìm được cái thổ cẩm. Các chị cứ chốt đi, cái thổ cẩm em còn ở kho. Cái thổ cẩm em còn ở kho, các chị nào cũng lấy cứ chốt đi nhá, em còn nhiều ở kho. Hôm nay em cua mãi được một bao, em lấy về được một bao, em like chứ em còn ở kho đầy. Đây thổ cẩm đây. Được 100 mặc size 2XL cho chị em, chị Hoa Mai mặc 1X 2X đều được nhá. Chị nào thích rộng rãi thì lấy size 2X. Đây thổ cẩm đây, con này em bán cho các chị giá là 200.000. Yến Nhi Quách với hai cái à? Ngực 100 các chị mặc size 1X cho em là đẹp nhất nha. Là thích rộng thì lấy 2X. Hàng bao đẹp cho các chị luôn. Hàng bao đẹp cho các chị luôn. Lỗi đâu các chị cứ inbox em một tiếng, em giải quyết trong vòng phút mốt, không sợ. Riêng mua hàng nhà béo bao lỗi từ đầu. Đây em vừa rơi con thổ cẩm đấy, bác nào vừa nói thổ cẩm đây. Chị Ngọc Hân xanh lờ. Ok chị Ngọc Hân này. Khánh Anh ơi, mẹ cho em ăn đòn đấy nhá, Khánh Anh nhá. Mẹ quát cái thằng này vào cho mẹ cái Khánh ơi.
Ngọc Hân xanh lờ này. Đây xanh cho chị nào lấy thì lấy đi, em còn xanh nhé các chị nhá. Em còn xanh các chị nhá. Đây xanh đây. Đầm 2 tà dập ly nhé các chị nhá. Đầm 2 tà dập ly đây, xanh cho chị nào lấy thì lên mã xanh cho em. Xanh đây. Đấy chị nào vừa bảo cho coi thổ cẩm rồi, coi thổ cẩm xong chị chẳng nói năng gì. Trời ơi mất công của béo quá. Thổ cẩm đấy nhá, chị nào lấy thì lên mã thổ cẩm cho em nhá. Thổ cẩm 1 tà 200.000 đồng. Hoa chùm hoa ơ rất là đẹp như thế này. Xanh size XL nhé. Ok chị Hoa Mai. Bố mày lôi nó vào, bố mày cho nó vào buồng rốt cho cái. Tôi nhức đầu lắm, nó cười không điểm dừng luôn. Hoa Mai XL này. Ok em chốt chị Hoa Mai size XL nha. Cứ để nó cười như thằng giỏi. Nào chị nào lấy xanh nữa không? Thổ cẩm xanh L chốt chị Nguyễn Hương. Đi vào trong nhà, khẩn trương. Em chốt chị Nguyễn Hương thổ cẩm size L này. Ok, chị Nguyễn Hương này. Ok, chị Hòa Hiền Nguyễn ạ, em cảm ơn chị nhé. Xanh L em chốt chị Xuân Minh Trường ạ. Ok chị Xuân Minh Trường xanh L này. Minh Xuân Trường này. Xanh L cho chị Minh Xuân Trường này. Hàng bao đẹp cho các chị. Lỗi các chị cứ inbox. Lỗi đâu em giải quyết cho các chị đến đó. Các chị không phải sợ. Đổi trả thoải mái khi hàng có lỗi các chị nhé. Nếu hàng có lỗi, nếu mà hàng rẻ tiền em không lấy đầm chờ trở lại đâu, và em sẽ trả các chị đầy đủ tiền bằng cái tiền các chị có đầm các chị mua. Còn nếu hàng đắt tiền em xin đầm lại và cái phí quay đầu em là người chịu, các chị không sợ nhé. Ôi trời ơi, cái đầm này không có sáng sủa, toàn tối rầm này thôi. Toàn cái màu tối này thôi chị nhá. Nó tối nhưng vẫn là màu nổi. Đây con này chốt cho em con này 65 đến 75 kg. Size 2x đến 3x các chị mặc cho em con này, chốt cho em mã hoa chùm quá đẹp luôn. Chốt cho em mã hoa chùm quá đẹp luôn. 65 đến 75 kg các chị mặc cho em mã hoa chùm. Không đẹp không lấy tiền. Chốt cho em mã hoa chùm cho em này. Hoa chùm 65 đến 75 kg các chị mặc cho em nhé. Có size L nữa nhé các chị nhé. Size L, LXL, 2XL. Hoa chùm em có size. Chị nào lấy thì chốt cho em mã hoa chùm. Con này 2XL 65 đến 75 cân mà. Con này chốt cho em con này. Mã này là mã số 1 cho em. Quá đẹp các chị nhé. Mã số 1 dập ly này. Dập ly dập ơ đẹp như thế này, chất u mì co giãn thoải mái cho các chị luôn. Mã số 1 cho em. Mã số 1 cho em. Con này là con đầm đá, họa tiết của nó là Burberry nhá. Đầm đá hàng Quảng Châu cao cấp. 250.000 chốt cho em con này mã đầm đá cho em, đá. 50 đến 70 cân các chị mặc cho em mã đá. Em chốt chị cho Yến Nhi Quách hoa chùm này. Yến Nhi Quách là hoa chùm. Ok, Yến Nhi Quách này. Ok này. Cái đầm này độc quyền đấy các chị mà treo lên shop là nổi hết cái shop luôn. Khách vào shop mà thử cái đầm này rồi là không muốn cởi luôn, rất đẹp này. Con này XL chị nào lấy con này chốt xem. Con này bác nào lấy con này đầm đá Burberry nhá. 250k hàng Quảng Châu nha. Con này chị nào lấy cho em con này mã hoa nhí size XL. 60 đến 70 kg các chị mặc cho em mã hoa nhí cho em nhé. 60 đến 70 kg mã hoa nhí cho em 200k. 60 đến 70 kg các chị lấy cho em mã hoa nhí ạ. 70 kg quay đầu đi. Con này 70 kg quay đầu chốt cho em mã hoa hồng các bác nha. 70 kg quay đầu các bác lên cho em mã hoa hồng. 70 kg quay đầu các bác lên cho em mã hoa hồng. Cái bên ngoài là một cái tà trang trí rất là đẹp như này. Cân đó hả? Cân lật cái chỗ này lên là có đấy. Cái cân đấy thì làm sao mà cân được. Cái cân đồng hồ mới cân được cái bao đấy. Cân đấy không vừa đâu. Cân đấy không vừa đâu. Đâu cái đầu 27 cân cái đấy không vừa đâu. Cân có 20 cái hay 20 kg.
Con hoa vàng size L chị nào 57 đến 62 cân mặc cho em con hoa cam này nhá. Chốt hoa cam cho em đẹp chưa? Hoa cam, hoa ơ đẹp chưa? Ôi ôi nó quá xuất sắc luôn. Các chị đi các chị đá cái chân ra tự dưng nó xòe ra cái tà có cái ly rất là sang chảnh luôn, đẳng cấp luôn. Không phải suông bình thường, suông bình thường các chị mua nhà khác người ta bán 250 rồi. Em bán suông cao cấp như thế này, đẹp như thế này, kiểu cách như thế này các chị mặc lên không muốn cởi nữa đâu cơ. Bán cho các chị có 200k con này chốt hoa cam cho em nhé. Chị nào 55 cân đến 62 cân mặc cho em mã hoa cam này. Hoa cam em có cả XL, các bác nào lấy thì chốt nha. Có XL, size L này. Em chốt chị Minh Xuân Trường size L này. Em có cả XL với 2XL đấy. Nào bác nào lấy size L hoặc 2XL báo em nhé. Nó có 2 size, 3 size đấy. Ông đẹp không có tiền, không lấy tiền luôn. Đẹp xuất sắc. Này có cái khăn gội đầu, bố cất đi sau cái mai lại tìm. Hoa đỏ này size XL 60-70kg các chị mặc cho em mã hoa đỏ nhé. 60-70kg các chị mặc cho em mã hoa đỏ, rất là đẹp cho em ạ. 60-70kg các chị mặc cho em mã hoa đỏ nha. Size XL 60-70kg các chị mặc cho em mã hoa đỏ. Nào. Hồng vàng không có các chị ơi. Nó chỉ có màu đen màu đỏ duy nhất hai màu thôi. Con này 1XL chị nào 60-70kg các chị mặc cho em. Mặc lên xinh lắm, em mặc luôn nha các chị xem. Mặc lên xinh dã man luôn. Này. Xinh lắm, độc quyền nhà béo luôn. Làm gì có ai có đâu, độc quyền nhà em thôi. Đỏ cho Yến Nhi quách này. Đó các chị thấy không? Lúc các chị mặc ấy, các chị đi, cái này cái tà này nó che, nó giấu hết bất điểm của các chị đi. Các chị đi các chị đá cái chân là tự dưng nó khoe được cái tà này. Đó, em 72kg đây, em chui vào cái size XL vừa luôn. Đó, các chị thấy không? Xinh không? Tà nó che hết cái bụng của các chị rồi. Đấy, cho Yến Nhi quách con này. Yến Nhi quách này. Ờ em chốt cho Minh Xuân Trường có size L đấy. Đơn của ai? Táp là nặng thế cả. Bao nhiêu cân? 24 cân mà 290.000 tiền ship. Ôi trời ơi. Mỗi một cân nó là mấy trăm mấy chục. 24 cân mà 290.000 tiền ship đấy các bác ạ. Nên là các bác đừng có bom em. 300.000 tiền ship đấy, em đi chết đi. Ship phải Long An đắt thế cơ chứ. Có 24 cân hàng mà nó lấy em 298.000 tiền ship, gọi là 300 đi. Đấy là bà Yến Nhi lấy là lấy chắc rồi nha. Đừng có bom, bom béo là chết đấy. Đơn của bà đấy, tiền ship đấy. Có được lời bao tiền đâu, 50 cái. Ủa mất mẹ 300 tiền ship hết bà lãi rồi đâu. Cái được có 10.000 mất mẹ nó. Ôi dồi ôi, còn được đúng 300.000 tiền ship cái bao ấy, mà bom của béo nó là béo hết luôn. Con này size 2XL đấy, chị nào lấy thì con này 65-70kg. Không, bà Yến Nhi Nam cơ, không bảo Yến Nhi Quách. Bà Yến Nhi cái bao đấy của bà Yến Nhi, Yến Nhi Long An, không phải Yến Nhi Quách. Sorry nói lộn. Không phải cái đơn của Yến Nhi đó, vừa lão chồng nhà mình coi cân lên có 24 cân thôi mà tận 298.000 tiền ship. Ờ, rồi ok. Không, đây chị đang nói đơn của Yến Nhi Long An cơ mà còn đang một bao ở đây này. Đang bao vừa cân lên tạo mã đơn mà có 24 cân hàng mà 298.000 tiền ship đấy. Có 2.000 nữa là 300.000 đấy. Thế mà bom béo là chết dở luôn đấy. Đấy là em nói thật là chốt chắc. Nên khách xỉ là em đi đơn là em đi luôn, em đâu có cần cái chị cọc đâu. Nên là chốt chắc cho em. Ừ không, đang nói bạn Yến Nhi Nam, đáng dặn bạn ấy, bạn đâu có bom. Nhưng mà dặn bạn ấy là cái đơn ấy phải lấy đấy. Không là nhớ đâu quên không lấy là nó hoàn về chết bỏ mẹ. Phí ship đi, phí ship về mất 500.000 rồi. Béo buôn đến bao giờ cho được 500.000 các bác. Chốt cho em mã hoa cam. Yên tâm là như thế, khổ. Cái bao ship cho các chị nó nặng, mấy cái đầm nó nặng như thằng quỷ luôn, ship nó đắt.
Nào con này chốt em hoa vàng này, con này một tà nhé, con này là hoa ly vàng đẹp quá, chốt hoa vàng cho em. Cái này size cho các chị 60 đến 70 ký các chị mặc cho em, mã hoa vàng này, hoa vàng các chị nhé, hoa ly vàng cho em 200.000. Hoa ly vàng 200.000. Chị nào lấy thì chốt hoa ly cho em. 2XL cái ngực của nó lên 105 vừa hết chị Hoa Mai nhé. Thậm chí các chị nào mà ngực 106, 107 cũng bon chen được. Chị nào mà 2XL có thể mặc con XL được, giống như em này, em mặc 1XL là xinh luôn. Đấy, chị Hoa Mai lấy thì lấy con này là 1XL mặc được này. Ngực 100 như em mặc thoải mái, nó co giãn à. Cái này nó co giãn các chị nhé, nên là không sợ đâu. Con này cái hoa vàng này chị nào 60-70 ký các chị mặc cho em. Con này em mặc vừa luôn, xinh luôn. Chốt cho em hoa vàng nhé. Đây là con hoa đỏ này em vẫn đang còn, các chị nào lấy thì lấy này. 60-70 ký các chị mặc cho em mã đỏ cho em. Ở hoa 200k đồng giá. 60-70 ký con đỏ hoa này nãy là 2 tà, bây giờ là 1 tà, em để lại một con em mặc. Nó quá xuất sắc luôn các chị. Con này là size 1XL em cũng chui được các chị nhé. 2XL em mặc hơi rộng. Em 72 ký em mặc hơi rộng. Các chị nào lùn hơn em thì cũng phải lấy sang 2X luôn. Con đỏ này đẹp quá. Đỏ hoa cho Yến Nhi quách này, để em phải để lại một con đấy mà. Nhưng mai và cắt mẫu là không có làm nữa, là thành ra là không có hàng mặc. Đẹp nhất cái nách luôn này. Đó, tôi thỏi cái bụng mỡ rồi, kinh quá. Em chốt cho Minh Xuân Trường cái đỏ. Nãy Minh Xuân Trường lấy cái 2 tà, bây giờ là 1 tà nhé. Rồi chốt cho Yến Nhi quách này. Minh Xuân Trường L này. Chị Thủy Đậu Thị một cái này. Ok các chị. Các chị chốt đi, hàng nó có sẵn rồi. Em về được mấy bao đang vứt ở kho, đầy kho, em chả muốn ra lấy, nó nặng, chở cái này nó nặng dã man. Nặng kinh, lấy được độ vạn 50 cái là bốc lên không bốc nổi được. 50 cái này đầm này nó rơi vào 7 lạng, 6 7 lạng một cái. Em chốt chị Hải đang đỏ hoa này, size L này. Ok các chị này, để mai em xem có đủ không. Đủ thì em chốt hết cho các bác. Em sợ nó không có đủ ấy. Thì Đậu Thị lấy XL, ok chị. Ok các chị. Con nấm chấm bi. Hoa mai đỏ một tà XL, ok. 55 đến 60 ký các chị chốt size L cho em ạ. Hoa mai một tà. Ok, hoa mai một tà XL này. Chị Thủy Hồ mà lấy thì lấy size L cho em là mặc được nha. Size L là chị mặc vừa, 55 đến 62 ký là cái size của chị mặc vừa. Đấy, con bi này đẹp lắm, chị nào lấy bi cho em này. Con này 65 đến 75 cân các chị mặc này. Có đấy. Nào con này 75 ký quay đầu, con này chốt bi cho em. Đây con bi này rất là đẹp luôn, bên dưới còn hoa chân nữa. Con bi 2 tà chị nào lấy thì chốt nhá. Con này là 65 đến 75 cân, em mặc cho các chị luôn, em mặc cũng được luôn. Chị nào thích rộng rãi thoải mái thì lấy sang size 2XL này. Em mặc em cũng thích mặc rộng rộng như này nó thoải mái này. Xinh luôn. Đây các chị nha. Đó, chị thấy không? Đó, con này rất là xinh. Đây chị ơi. Đó. Hoa đỏ một tà này. Hoa đỏ hai tà này. Chị nào lấy một tà thì chốt một tà, chị nào lấy hai tà chốt hai tà luôn. Em quá trời người chốt cái này luôn. Con nào thích hai tà thì lấy hai tà, chị nào thích một tà thì lấy một tà. Con bi này nó đẹp xuất sắc luôn. Ô, chị nào lấy chấm bi, chốt chấm bi cho em nhé. Và xòe cái tà ra là nó lộ cái chỗ dập ly này rất là xinh. Đó. Cái phần bụng của mình là nó che bằng hai cái tà này rồi, nên các chị không sợ bụng to bụng nhỏ nhá, nó che hết vào đấy rồi. Chốt em mã chấm bi. Chốt em mã chấm bi, 200.000 đồng một sản phẩm. Chị ngực 100. Bác nào ngực to hơn em thì lấy sang size 2XL này là ngon luôn này. 2XL là 75 ký các chị mặc.
200.000 chứ các chị ơi, đồng giá 200.000 của em, một tà hai tà đồng giá 200.000 hết. Hải Đăng, Hải Đăng lúc nãy chốt một tà hay hai tà? Một tà. Rồi Hải Đăng là một tà mà. Đồng giá 200.000 hết nha. Con hoa đỏ này, hoa bi, bi này chốt cho em này. Bi các chị nhìn cái hoa chân của nó cũng đẹp này. Chốt mã hoa bi cho em nhé. Hoa bi cho em xuất sắc luôn. Đó, hoa bi rất là đẹp. Chốt hoa bi cho em. Đây. Đấy, một tà đấy, em dơ lại cho các chị thấy đấy. Nó đẹp như thế cơ mà, trời ơi. Bây giờ các chị nhìn Vin nó quen mắt rồi, các chị nhìn sang dáng này nó lạ lạ, nó đẹp mà cái đầm u mì cầm nó chắc tay lắm. Cầm nó nặng tay, nó đầm váy mặc lên xinh lắm. Các chị mà mua những con u mì này mà hàng Quảng Châu ấy, cao cấp thì nó rơi 5-700 một cái. Chị Thủy Đậu Thị lấy 2 tà, ok. Thủy Đậu Thị lấy 2 tà này. Quá trời màu đó, thấy màu nhiều này. Đấy, một tà cũng đẹp, hai tà cũng đẹp, mỗi màu nó một kiểu đấy. À, mỗi một hoa một kiểu, nó đẹp. Đây là màu beo này cũng đẹp này, beo xích hai tà này, chốt beo xích cho em này. Cái dòng hai tà này em làm đắt hơn đấy, nó đắt hơn 10.000 bạc đấy mà em vẫn bán đồng giá cho các chị luôn. Cái dòng hai tà này em làm đắt hơn, vải nó tốn nhiều hơn, công nó tốn nhiều hơn, công nó tốn nhiều hơn mà em bán cho các chị. Con này beo đỏ nhá, chốt cho em mã beo đỏ cho em. Con này chị nào size 75 cân. Vòng eo 6, quên, cân nặng là các chị lùn là 65 đến 75 cân các chị mặc cho em nhá, tùy. Các chị nào mà cao là 75 cân mặc vừa, các chị nào lùn là 70 cân và 65 cân. Chốt cho em con này mã beo đỏ cho em, đẹp chưa? Trời ơi beo đỏ nha. Chốt cho em mã beo đỏ. Beo đỏ cho em 400.000, à quên 200.000, sorry cả nhà. Đến gần đến lần cái lúc buồn ngủ nó bắt đầu nói liều. Con này size L đấy, bác nào lấy L chốt L cho em, mã xanh L. Bác nào lấy chốt xanh L cho em. Xanh này quá đẹp. Chốt em mã xanh các chị nhá, xanh cho em. Chị nào 55 cân đến 62 cân mặc được con xanh này cho em. 55 đến 62 cân các chị mặc cho em nhá. Đầm một tà dập ly các chị nha. À quên, đầm hai tà dập ly, mã xanh cho em. Mã xanh cho em này. Con này màu cũng đẹp này. Trời ơi xuất sắc luôn. Con này chị nào 75 cân quay đầu, 65 đến 75 cân cả mặc, các chị mặc cho em. Đấy. Con này chốt cho em con này mã số 10 cho em. Trời nó đẹp quá. Mã số 10 các chị nhá. Đầm hai tà dập ly, mã số 10 cho em. Mã số 10 cho em. Cái con màu xanh cổ vịt này nó rất là ít luôn, nó hiếm luôn này. Con này chốt xanh cổ vịt cho em. Bác nào 65 đến 75 cân mặc xanh cổ vịt cho em ạ. Xanh cổ vịt hai tà, đẹp chưa? Xanh cổ vịt hai tà dập ly, chốt cho em mã này, mã xanh cổ vịt. Chị nào lấy lên mã xanh cổ vịt cho em. Xanh cổ vịt này, hoa ly vàng này. Con này hoa đỏ cho em nhé, bác nào lấy lên mã hoa đỏ này. 65 đến 75 cân mã hoa đỏ cho em. Một tà dập ly. Xanh cổ vịt chốt cho chị Minh Xuân Trường này. Ok, cái Minh Xuân Trường này. Size L này. Ok, Minh Xuân Trường size L này. Chị nào lấy không em còn các chị nhá. Em còn cái mã này, em còn. Hoa ly vàng cho chị Minh Xuân Trường này. Cho chị hoa ly vàng này. Ok, chị Minh Xuân Trường size L hoa ly này. Đấy, em quăng mấy cái hoa ly ở góc nào rồi. Còn đống hoa ly quăng đây đâu có tiêu. Ủa, để mai em soạn cho chị. Có chị ạ, có XL đấy. Chị gì nhỉ? Chị Thủy Đậu Thị có lấy không? Em có XL nhé.
Có một tà đấy mà em cầm, nãy em cầm về có ít quá, em chả biết là còn cái gì nữa các chị. Cửa hàng em còn nhiều lắm, em không biết là còn những cái mẫu gì. Con hoa đỏ này XL này, chị nào 60 cân 70 ký. Chị Thủy Đậu Thị màu xanh cổ vịt. Size XL, ok chị Thủy Đậu Thị này. Ok, em chốt chị Thủy Đậu Thị cái xanh cổ vịt này. Con hoa đỏ này chị nào lấy chốt cho em. Con này 60 đến 70 ký các chị mặc cho em. Mã này mã hoa đỏ. 60 đến 70 ký các chị mặc cho em mã hoa đỏ nhá. Chị nào cao là 70 ký, chị nào thấp thì 60 65 ký. Hoa đỏ quá đẹp luôn các chị ơi, một tà. Chốt lên mã hoa đỏ này. Chị nào lấy lên mã hoa đỏ cho em này. Lên mã hoa đỏ cho em nhé. Con hoa đen này cũng đẹp này. Rồi mặc cái này lên các chị mặc đi chơi, đi tiệc, đi bạn bè, đi họp, đi hành. Nó lịch sự các chị. Nó lịch sự hơn cái suông kia rất là nhiều. Đó. Con này chốt hoa đen cho em nhé. Con này đẹp chưa? Con này chị nào 65 đến 75 ký các chị mặc cho em. Chốt mã hoa đen. 65 đến 75 ký các chị chốt mã hoa đen cho em. 65 đến 75 ký các chị mã chốt mã hoa đen cho em. Con này chốt cho em con này 60 đến 70 ký size XL, chị nào lấy con này chốt cho em mã này. Mã số 1, đẹp quá các chị ơi, mã số 1 cho em nhé. Một tà dập ly mã số 1 cho em. Một tà dập ly chốt mã số 1 cho em. Chị nào lấy con này chốt cho em con này hoa hồng đuôi cá, chốt cho em hoa hồng này 65 eo từ 65 đến 85 này, hoa hồng đuôi cá nha. Trời ơi, xuất sắc chưa? 160.000 chốt em mã này là mã hoa hồng cho em. Quá đẹp luôn. Trời ơi, mặc con này đẳng cấp luôn. 60 eo 60 đến eo 85 các chị mặc cho em nhá. Con này chốt mã này là mã 160. Xuất sắc chưa? Mã 160 cho em. Mã 160 cho em các bác ơi, mã 160. Hoa hồng em chốt cho chị Minh Xuân Trường. Ok, chị Minh Xuân Trường. Quá đẹp luôn. Con này 160. Cái chị xỉ là em bớt được 10.000 thôi các chị nhá. Cái này em bớt được ít thôi. Chị Minh Xuân Trường, chị Mỹ Tiên một cái này. Chị Bùi Phượng một cái này. Ok các chị nào lấy nữa không, em còn nhá, em còn. Các chị nào cứ mua 5 cái em bớt mỗi một cái 10.000 các chị nhá. Em sẽ bớt 10.000 được thôi, những cái này em đâu được lời mấy đâu. Em mua cái lô vải này nó đắt hơn rất là nhiều. Tại vì em mua đầu lô ấy. Xem con vàng sau lưng, ok chị. Em mua đầu lô nó đắt hơn, còn các chị mà mua nơi khác nó mua cuối lô, nó mua ký thì nó rẻ rất nhiều luôn. Con vàng sau lưng là con này đúng không chị? Con này chị nào lấy em xả nốt cho các bác này. Con này chị nào vòng eo 80, 75 đến 82 các chị mặc cho em con này. Vòng eo 75, 82. Bác nào lấy thì chốt em nốt, em xả 90. Mã này mã 90 nhé. Xả nốt 90.000. Vòng eo 65, 72 các chị mặc cho em. À quên, 75, 82. Sorry ở nhà. Vòng eo 75, 82 chốt 90k cho em. 90.000 cho em. Bác nào lấy lên cái con mã đây, mã 90. Mã 90 cho em. Không vừa. Con hoa hồng tím cổ đức, chị nào lấy chốt em mã hoa hồng tím. Con này 140.000, bác nào lấy hoa hồng tím nha. 140. Eo mình 90 không vừa chị Hoa Mai. Con hoa hồng tím này eo 65 85 các chị mặc cho em mã hoa hồng tím 140. 140 hoa hồng tím cho em. Hoa hồng tím cho em các chị ơi, đẹp nhất thế này. Con beo siêu phẩm, chốt em mã beo. Con này 160.000 lên cho em mã beo. Eo các chị từ 65 đến 85 các chị mặc cho em, chốt mã beo. Đẹp không? Màu beo này màu lạ nhỉ? Màu lạ lắm luôn đấy các chị. Hoa hồng tím cho chị Minh Xuân Trường. 140.000 nha chị Minh Xuân Trường. Hoa nhí đen đi chị, ok chế cho em tí này. Minh Xuân Trường 140 là không bớt đâu các chị. Em bán giá này là em đã bị lỗ rồi. Chị
chị Mỹ Tiên này, có nhiều mã em đã xả rồi là có vừa về hàng em cũng không có lên được giá cho các bác luôn, em bán giá lỗ lại thôi, em không có bớt được. Đây cho chị Mỹ Tiên con beo này, nó lạ nó đẹp này. Nào bác nào lấy mã beo nữa, chốt mã beo cho em này, 160.000 này. Nào bác nào lấy lên mã beo cho em còn beo cả nhà nhé, em còn beo đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc trong vai bà bảy luôn. Rồi chốt chị Mỹ Tiên mã beo. Chốt chị Mỹ Tiên mã beo. Beo đỏ size L, chị nào lấy thì chốt cho em này. Beo đỏ size L 55kg đến 62kg các chị mặc cho em. Con này chốt em mã đỏ này, đỏ beo này. Đỏ beo nhá, size L, một tà, đẹp không? Chị Ngọc Linh ơi, chị xem beo đi, chị Trương Phượng em beo đây. Các chị chốt cho em, chị eo 90 chị chốt cho em cái size 2XL là chị mặc được. Size 2XL cái đầm một tà, hai tà lại là mặc được. Hoa hồng tím cho chị Duy Hằng eo 85 này, con này nó quá đẹp không chị? Em bán nốt cho các chị giá này chứ còn thực ra làm lên nó không có giá này luôn. Em chốt cho chị Duy Hằng này. Đỏ beo chốt cho chị Hải Đăng này. Hàng bao đẹp cho các chị, lỗi các chị cứ yên tâm, các chị cứ nhẩn nha giải quyết với em, không việc gì để vội đâu, em giải quyết cho các chị đến cùng này. Em chốt chị Hải Đăng này. Beo form Âu đuôi cá chị ơi. Chốt Hải băng đỏ beo này. Hải Đăng này. 200 này, rồi em chốt chị Hải Đăng một cái này. Béo lại không bán hàng cho chị Hoa Mai nữa đâu nhá. Em báo chị Hoa Mai là một chị Hương Nguyễn là hai em xả đơn không bán. Các chị cứ đổi trả trên line này em cũng không bán nữa đâu. Rồi chị Hoa Mai em xả đơn này. Xả đơn này. Mua xong tí lại đổi trả xả đơn là em không bán nữa các chị nha. Các chị vui lòng đi chỗ khác chốt giúp em không bán đâu. Nhọc các chị lắm. Em không chiều được các bác đâu. Em bán xỉ là chủ yếu. Các bác mua lẻ các bác cứ đỏng đảnh thế là thôi. Các bác khỏi chốt đi. Đây cái beo đây, chị nào lấy thì chốt cho em con này là mã beo nhá. 160.000. Đây con này là form Âu đuôi cá dáng dài cho em, phải nói là quá đẹp luôn ấy. Chất của nó thì phê lòi mà màu cũng đẹp luôn nhé. Chị nào lấy thì chốt cho em mã beo 160.000. Chị nào lấy lên mã beo cho em nè. Các chị mua dễ dễ tính thì cho em nhờ tí. Khó tính quá không chiều được đâu. Khó tính quá là em không có chiều nổi luôn ấy. Con này chị nào lấy con này chốt cho em 65 đến 75 kg các chị mặc cho em con này, xuất sắc luôn. Ôi ôi, con này một tà mã này, mã hoa cho em này. Hoa đỏ cho em nhé. 65 đến 75 kg các chị mặc cho em, mã này mã hoa đỏ cho em. Hoa đỏ cho em này. 200.000 đồng, bây ông chốt chị Bùi Phượng một cái này. Chị 55 kg, chị mặc cái size L là vừa chị Trương Phượng nhá. Chị Bùi Phượng này. Rồi em chốt chị Bùi Phượng cái beo này. 55kg chị lấy cái đầm một tà hai tà, chị cứ lấy size L cho em là vừa. Khi nào em đọc size L thì chị chốt. Còn cái này là chị vừa luôn này. Cái form Âu này chị vừa luôn này. Form Âu này chun eo co giãn này. Chị nào lấy thì lên mã beo cho em, lên đúng mã cho em để em mới chốt được nha. Chị hỏi là em cũng biết chị có mua hay không. Đây con này chốt cho em mã này, mã thổ cẩm này. Đây đầm dập ly một tà. Ok chị Kim Liên Bùi. Chị Hiếu Nguyễn lấy cổ vịt một tà. Chị Hiếu Nguyễn lấy cổ vịt một tà để em xem nào. Cổ vịt một tà. Đây đúng không chị? Chị Hiếu Nguyễn có thích con này hay là con nào? Con này hai tà mất rồi. Thôi bây giờ em chưa chốt cho chị Hiếu Nguyễn đâu vì em chả biết cái mã nào mà chốt luôn. Rồi em chốt chị Trương Phượng cái beo này. Hiếu Nguyễn ạ, lúc nào em lên cái nào chị ưng thì chị chốt sau nhé. Hiếu Nguyễn này. Rồi em chốt chị Trương Phượng này. Quên, Trương Phượng chứ quả lại ghim chị Hiếu Nguyễn lỗ ruột lắm. Còn hoa hồng đuôi cá không? Em còn hoa hồng đuôi cá nhé, ở kho còn các chị nhé. Ở kho béo còn. Đây hoa hồng đuôi cá ở kho em còn, các chị chốt thoải mái cho em. Eo 65 đến 75 các chị. Eo từ 65 đến 85 các chị mặc cho em nhé. Con này thổ cẩm cho em này. Trời ơi nó đẹp.
đầm một tà dập ly cho em nhé. Con này cho các chị 60 đến 70 kg các chị mặc u mì co giãn cho em. Và cái size này cho các chị 60 đến 70 kg các chị mặc chốt mã thổ cẩm đỏ cho em. Chị nào 60 đến 70 kg mặc cho em nhé. Các chị xỉ là 180.000, các chị lẻ là 200k. Chốt cho em mã thổ cẩm đỏ cho em này. Đây hoa hồng màu cổ vịt này em còn, chị nào lấy thì chốt thêm cho em. Chị nào lấy thì chốt thêm cho em hoa hồng cổ vịt nhá. Đấy. Xuất sắc luôn các chị ạ. Bình thường cái form Âu bình thường không có đuôi cá nối này, người ta đã bán cho các chị giá là 200k với 199k rồi, của em có đuôi cá này. Cái phần này em nó thật nó nối này, nhìn thế này thôi nó tốn bằng một cái vin ly của em, tốn vải bằng một cái vin ly của em đấy. Mà em lấy các chị có 160, các chị xỉ là 150. Hoa hồng cổ vịt mà là bác nào lấy chốt hoa hồng cho em này. Bác nào vừa hỏi hoa hồng đấy, chốt cho em mã hoa hồng nhá các chị nha. Chốt cho em mã hoa hồng. Cỏ XL 60-70kg chốt mã đỏ cho em này. 60-70kg chốt cho em mã hoa đỏ cho em này. 200.000 đồng giá. Con này Vinly nhé. Chị nào lấy con Vinly hoa hồng trắng cho em. Vinly con này 220 chốt em mã này mã lụa. Con này lụa đẹp 2 lớp xịn sò cho em này. Con này cổ vét nha, 2 lớp xịn sò cho em 220. Hoa hồng chốt chị Phương Đào ạ. Ok chị Phương Đào này. Rồi. Hoa hồng chị Phương Đào 3 chiếc lận. Ok em chốt chị Phương Đào 3 chiếc lận. Chị Phương Đào vào inbox địa chỉ nha cho em nha. Phương Đào này. 3 chiếc nhân với 160 này. Chị Ngọc Linh ấy, L90 mặc không đẹp đâu. Cái này em căng da nó ra L92 nhưng em báo với chị L85 quay đầu mặc cho thoải mái. Các chị L90 các chị mặc không đẹp đâu, em nói luôn, không đẹp đâu nên là đừng chốt nha. Đây này. Con này em căng nó ra L9 mấy lận nhưng em báo với chị L85 quay đầu mặc cho đẹp. Con này eo của em á căng da nó ra L92, 92, 94 luôn chứ không ít. Rồi ok chị Phương Đào. Nếu khách cũ thì thôi. Khách cũ thì không cần inbox địa chỉ nữa nhưng mà em không em thấy cái face này mới thì em phải hỏi. Các chị nhá, em căng da nó ra L92, 94 nhưng em báo các chị L85 quay đầu các chị mặc cho em cho nó đẹp. L90 các chị mặc không đẹp đâu nên đừng chốt. Em bán hàng là em thật các chị em phải các chị phải mặc đẹp thì em mới muốn bán, các chị mặc không có đẹp giống như em mặc đã là L86 em mặc đã xấu rồi nên L90 mặc thì còn xấu nữa nên là không nên mua. Đấy. Con này hoa trắng cổ vét này phải nói quá đỉnh luôn, 220.000. 220.000 hoa trắng cổ vét, chốt em mã hoa trắng. Chốt cho em mã hoa trắng cho em. Hoa trắng cho em các chị nhá, hoa trắng cho em, đẹp nhất nách. Con này hoa xoắn xoắn cho em, mã hoa xoắn cho em này. Chị nào 65 đến 75 cân mặc cho em con này 2X và 3XL bon chen, chốt cho em con này là mã hoa xoắn này, có cái xoắn xinh không? Hoa hồng này, rất là xinh cho em. Đó, chốt cho em mã hoa xoắn xoắn này. Con nào lấy lên mã hoa xoắn cho em này. Con này chị nào lấy lên cho em nhá, 65 đến 75 cân chốt cho em con này mã số 3 cho em này. Mã số 3 nhá các chị nhìn này, toàn hoa đẹp thôi, em đã rồi trang trí lên cái tà này nó phải là hoa đẹp em mới trang trí. Các chị lấy thì cho em mã này là mã số 3 nhá. Mã số 3 65 đến 75 kg các chị mặc cho em. Số 3 cho em. Mã số 3. Con này size L này bác nào lấy lên mã L cho em. 55 cân đến 62 cân mặc cho em. 55 đến 62 cân chốt mã L cho em ạ. Chốt mã L này. Số 3 chốt chị Phương Đào này. Quá đẹp luôn, hàng một tà, hai tà, hàng độc quyền nha em các chị nhá. Hàng khai sinh từ nhà em luôn. Nhà em khai sinh ra nó nha. Phương Đào này. Nha, ok chị Phương Đào. Đấy, các chị có mua nhà đâu có thì chỉ có nhà béo có thôi. Nhà béo khai sinh ra cái đầm này đấy các bác. Không có nhà nào nhái được cái này đâu. Nhiều nhà nhái mã nhà em làm lên không ra hồn rồi vứt hết cái đầm đi. Con này 65 đến 75 cân chốt em mã này mã số hoa chùm cho em này, mã chùm hoa chùm nhá, hai tà. Hoa chùm hai tà dập ly các chị nhá. Hoa chùm hai tà và có dập ly, dập ơ như thế này. Chốt em mã hoa chùm cho em. Mã L chốt chị Minh Xuân Trường ạ. Đây, cho chị Minh Xuân Trường cái này, đẹp lắm. Ok, chị Minh Xuân Trường. Ok chị Minh Xuân Trường này.
Ok. Buồn ngủ quá. Beo gỗ em còn có vài cái nữa hết hàng. 220.000 ba beo gỗ, em có vài cái thôi, em hết rồi nha. Ôi ôi, nhức nách. 220.000 mã beo gỗ cho em. Beo gỗ 220, lên mã beo gỗ 220 cho em. Còn có vài cái hết hàng thôi. Eo từ 85 quay đầu với chị vừa cho em nhé. Eo 75 đến 85 chốt em mã beo gỗ, còn 2 3 con hết hàng. Con nào lấy thì lên mã beo gỗ cho em. Beo gỗ, beo gỗ. Beo gỗ cho em các chị ơi. Beo gỗ cho em, beo gỗ cho chị Minh Xuân Trường. Ok, chị Minh Xuân Trường này. Mã hoa xoắn em chốt chị Thái Hiền Phan. Ok, em chốt chị Thái Hiền Phan. Con này không đẹp, không lấy tiền cho chị nhìn này. Đó, con này là 65 đến 75 cân mặc chị Thái Hiền Phan nha. 65 đến 75 cân các chị mặc được con này. Chị Thái Hiền Phan vào trong trong Messenger inbox cho em xin địa chỉ điện thoại nhá, rồi cọc cạc chuyển khoản em mới đi đơn cho chị nhá. Khách mới lưu ý giúp em. Chị nào cái cọc cạc chụp điện thoại lại cho em, không cọc được thì các chị mua cái thẻ Viettel cọc cho em cũng được. Con này đẹp quá các chị ơi. Con này 65 đến 75 cân các chị mặc cho em con này mã hoa xanh. Hoa xanh hai tà, bác nào lấy lên cho em mã hoa xanh nhá, 65 cân đến 75 cân các chị mặc. Đầm hai tà dập ly. 65 đến 75 cân chốt cho em mã này, mã hoa xanh. 65 đến 75 cân các chị chốt cho em. Con này cực đẹp luôn, lạ lẫm này. Đỏ phối đen này, trời ơi, xuất sắc cho em này. Đỏ phối đen lạ cực lạ luôn. 65 đến 75 cân chốt mã đỏ phối đen cho em này. Đỏ phối đen cho em này. 65 cân đến 75 cân chốt mã đỏ phối đen cho em. Con này size L, chị nào lấy thì chốt cho em mã này, mã đỏ L cho em này. Con này đỏ L cho em nhá. Em chốt chị là sân trường mã xanh size L này. Ok, chị Minh Xuân Trường. Ok, chị Minh Xuân Trường này. Chị Thanh Thiết Lê. Chị Thanh Thiết Lê mua cái gì đấy chị ơi? Nào con đỏ beo, chốt đỏ beo cho em các bác ơi. Đỏ beo. Chị Thanh Thiết Lê chốt cái gì? Chốt mã đúng mã cho em cái. Em không biết đường nào một lần. Chị gửi đầm xanh là đầm xanh nào chị ơi? Em có mấy màu xanh cổ vịt với màu vừa giờ, màu xanh đen hoa xanh ấy. Con này chốt cho em con này. Con này 65 đến 75 cân chốt em mã đỏ phối đen này. Đỏ phối đen này. 65 đến 75 cân chốt đỏ phối đen cho em nhé. Đỏ phối đen xinh không? Cái hoa đỏ trên cái nền áo nó trùng với cái màu đỏ trong. Ui, quá, lại mãi chả hết mã. Em chốt chị Phương Đào mã đỏ phối đen này. Phương Đào mã đỏ phối đen. Ok, em chốt chị Phương Đào con này. Hàng bao đẹp cho các bác luôn. Ok, chị Phương Đào mã đỏ phối đen. Con hoa bi đen này cũng đẹp các chị ơi. Con bi đen này đẹp nhá. Con này hoa chân hoa ơ đẹp nhức nách. Chất u mì co giãn. Chị nào 60 đến 70 kg các chị mặc được con này cho em, chốt cho em con này mã bi chấm bi cho em nhá. Này, chấm bi bên dưới có bông hoa to, phối đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Em làm thích cái con bi này, nó rất là đơn giản mà đẹp. Size XL chị nào 60 đến 70 kg các chị mặc cho em dập ly nhá. Chốt cho em mã này là mã bi. Mã chấm bi cho em size XL.
200.000 đồng giá các bác ơi, chốt cho em mã chấm bi. Mã chấm bi cho em nhá, lấy lên mã chấm bi cho em. Con này là con đỏ beo XL, bác nào lấy chốt đỏ beo cho em, XL đỏ beo này, xuất sắc chưa? Xuất sắc, đỏ beo cho em. Đó, con này nó đẹp quá. Đỏ beo cho em size XL vòng eo. Nói chung là cái này 60 70 kg các chị mặc cho em, nó là dáng suông thoải mái, eo thoải mái cho em. Chốt mã đỏ bi cho em, chốt cho em mã đỏ beo cho em nữa này. À chốt mã đầm beo cho em. Con này một tà hoa này. Ôi ôi con này 60 70 kg mã hoa cho em này. Mã hoa đỏ một tà này. Hoa đỏ một tà cho em này. Đẹp lắm cả nhà ơi. Con này chị nào lấy con này chốt cho em, con này là mã hoa vàng. Bác nào 65 đến 75 kg các chị mặc cho em size 2XL và 3XL mặc chung được. Nào, hoa ly vàng cho em nhá, hoa ly vàng cho em các bác ơi. Đó, đầm một tà dập ly, đầm hai tà dập ly nhé. Con này đầm hai tà dập ly cho em. Mã này mã hoa vàng cho em. Hoa vàng cho em, chị nào lấy lên mã hoa vàng. Hoa vàng cho em. Con này zoom to đây, chị nào hỏi zoom to, zoom size to. Size XL, chị nào eo 85 quay đầu rồi, chốt cho em mã zoom trắng. Zoom trắng là 180.000, bác nào lấy cái zoom trắng, chốt zoom trắng cho em nhé. Zoom trắng, chị nào vòng eo 60... vòng eo từ 85, 80 đến 85 chị nào lấy chốt zoom trắng cho em. Zoom trắng em bán cho các chị là 180.000 mã zoom trắng. Bác nào lấy lên mã zoom trắng cho em nè. Buồn ngủ đấy các bác ạ. À, em like và một vài cái nữa không ai chốt em nghỉ đi. Sáng mai em lên một tăng nữa là trưa mai lại chốt đơn. Con này là một con hoa chân này, hoa chân đẹp nhá. 60 70 kg chốt mã hoa chân size 1XL. 60 70 kg chốt 1XL cho em này. Chốt XL cho em hoa chân này. Con này chốt 160.000 chốt em mã hoa nâu cho em này. Hoa nâu đẹp lắm luôn này, đuôi cá dáng dài này, chốt em mã hoa nâu này. Hoa nâu đuôi cá dáng dài, bác nào lấy lên mã hoa nâu cho em, đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc cho em. Con này qua em bán quá trời luôn này. Không phải 53, không có 53 kg. Chị Phương Hiền 53 kg thì chị lấy sang cái này cho em này. Đây, 53 kg chị lấy con hoa nâu này cho em này. Chất phê luôn các chị nhá. Chất phê luôn, con này 53 kg bao vừa luôn, xinh luôn các chị này. Lấy hoa nâu, chốt hoa nâu cho em này. Chốt cho em mã hoa nâu. Chị nào lấy chốt cho em mã hoa nâu. Chốt chị Minh Xuân Trường hoa nâu này. Ôi, ngủ quá các chị ạ. Thèm ngủ cả ngày nên em ngủ nó vẫn thèm ngủ. Rồi, chốt chị Minh Xuân Trường hoa nâu này. Zoom đỏ, các chị nào lấy con zoom đỏ chốt cho em này. 60 đến vòng eo các chị từ 70 vòng eo từ 80 đến 85 chốt cho em mã đỏ này. Vòng eo 80 đến 85 chốt mã đỏ cho em này. Con này 1XL chốt mã đỏ nha. Mã lá đỏ cho em. 180.000 mã lá đỏ cho em. Lá đỏ 180. Chị nào lấy lên mã lá đỏ 180. Rồi không ai comment nữa em nghỉ like. Sáng mai em like tăng nữa em chốt đơn nha. Con này hoa hồng 2 tà. Con này đẹp quá. Chốt hoa hồng cho em. Hoa hồng 2 tà. Hoa nâu chốt cho chị... Minh Xuân Trường rồi. Cổ vét và cổ sơ mi. Cái phim cổ vét và cổ sơ mi em có nhưng eo 85 quay đầu thôi. Chị Thái Hiền Phan lại không có to hơn luôn. Đây size XL chốt hoa hồng cho em này. Lá đỏ là zoom chị Kim Trần Thị Thiên nhá. Cái đấy là zoom chị ạ. Em có size L vòng eo từ 75 đến 80. Còn size L là vòng eo từ 80 đến 85 nhá. Size XL vòng eo 80 đến 85 các chị nhá. Chị nào lấy lá đỏ size L thì comment size L cho em. Hoặc đỏ XL thì comment XL cho em. Đó, bác nào lấy thì chốt nha. Chị Kim Trần Thị Thiên lấy thì chốt cho em. Nó là zoom chị ạ. Nó là zoom nhá, có size. Có chị vòng eo dưới 80 thì lấy size L cho em. Size L và size M mặc chung size được. Còn này size XL và 2XL mặc chung size là con này cho em nhá. Còn lá đỏ này, chị nào lấy thì chốt cho em.
Đó, bác nào lấy con lá đỏ này, nó là zoom đấy, không phải là đầm đâu. Bác nào lấy thì chốt cho em. Con này chốt cho em, con này là mã xanh này, con này đẹp lắm luôn này. Con này size L chốt mã xanh cho em các chị này. Trời ơi, xuất sắc chưa? Chốt cho em mã xanh size L, chị nào 55 đến 62 cân các chị mặc con này nhá, xanh L cho em. Xanh L và xanh XL và xanh 2XL, chị nào lấy thì chốt mã xanh kèm size cho em. Mã xanh kèm size cho em này. Nào lấy lên mã xanh kèm size cho em nhé. Zoom em có cả màu zoom ấy nhé, màu cả zoom zoom lá xanh em chốt chị Minh Xuân Trường cái size L này. Cái thằng mất dạy kia, Minh Xuân Trường đi vào trong cái ngủ đi. Ok chị Minh Xuân Trường xanh L này, chị nào lấy xanh XL em còn. Lên xuông nhiều màu đi em. Em hết xuông rồi các chị. Em hết xuông rồi. Đây. Xuông đây chị ơi. Ngực 100 quay đầu chốt em mã xuông. 130.000 mã xuông. Ngực 100 quay đầu mã xuông. Bố mày có bảo nó đi ngủ không, nó lên nó cứ ra lên nó nghịch giờ này nó còn vớ vẩn nhỉ. Đây bác lấy xuông đen, chốt xuông đen cho em. Cái này em bán 130.000, bác nào lấy lên mã xuông cho em. 130.000 mã xuông. Xuông đen 130. Con beo gỗ này chị nào lấy thì lên mã 220 cho em. Beo gỗ eo 65 đến 85 các chị mặc cho em. Beo gỗ các chị nha. Đây. Đó, đẹp, con này quá đẹp luôn. Con nào lấy chốt beo cho em này. Chốt em mã beo. Con đỏ này size nhỏ nhá, chị nào size L này. Xuông đen em chốt chị Loan Đoàn này. Ok em cho chị Loan Đoàn này. Con này chỉ nào size size vòng eo dưới 80 thôi ạ. Xả các chị 90 nốt, bằng nào lấy chốt mã 90, mã đỏ 90k. Con này vòng eo dưới 80 các chị chốt cho em nha. Con này có cái bông hoa trang trí đây rất là đẹp. Phần này của nó xếp ly này. Vòng eo dưới 80 các chị lấy cho em con đỏ, em bán 90.000. Đỏ 90, bác nào lấy lên mã đỏ 90 cho em. Con thun lạnh này chị nào lấy thì chốt cho em thun lạnh 50k. Thun lạnh 50k, chị nào 50-60kg mặc được chốt thun lạnh 50.000. À, con này ngắn, con này trao chốt mã tặng cho em. Con này ngắn chốt mã tặng, ngắn là tặng luôn. Chốt mã tặng cho em. Chốt mã tặng cho em. Con này một con áo phong thổ, con này thì tặng em chốt chị Loan Đoàn này. Em chốt chị Loan Đoàn, chị Thủy Tiên, Mỹ Tiên sau rồi. Chị Thủy Hồ sau này. Em hết nha. Ok, em hết cái mã tặng rồi các chị ạ. Em hết cái mã tặng rồi. Cái con áo này là hàng thổ nhá, chị nào lấy chốt nốt 70 cho em này. Em nhập con này đúng 150, em bán 70 cho các bác. Chốt mã áo cho em nhá, chị nào 50 đến 65 cân mặc được cho em chốt mã áo. Nào 50 62 cân thôi, con này 65 cân sợ không vừa. Con này ML mặc đẹp XL bon chen, chốt áo này em bán 70, áo hàng thổ. Áo 70 cho em. Áo 70.000. Kim tuyến hàng hãng, con này 380.000 em bán cho các chị 80. Hàng hãng nhé, con này hàng hãng luôn, không phải hàng vớ vẩn đâu. Hai lớp xịn sò cho em. Em bán 80.000 mã đen cho em. Chị nào size size L các chị nhá, vòng em 78 chốt mã đen cho em 80.000. Đen 80k mã đen cho em. Bác nào lấy lên mã đen chốt cho em mã đen. Đen 80.000, chị nào lấy lên mã đen cho em.
Một con hoa bướm cổ vét em sale còn về 200.000. Mã này mã hoa bướm cho em này. Xuất sắc luôn. Hoa bướm sale 200 nhé. Chốt hoa bướm cho em. Thôi các chị ơi, không ai comment gì em nghỉ nhé. Mai em like buổi sáng các chị vào nhé. Sáng mai em like tiếp cho các bác nha. Em like tăng nữa rồi em chiều mai em chốt đơn. Không ai hỏi gì em ngủ giấc thôi các bác. Em chốt chị Minh Xuân Trường 80 này. Con này quá đẹp luôn này. Ok, các chị nào muốn săn nữa thì mai vào nhé. Còn ai hỏi gì nữa không? Buồn ngủ quá. Ok, em chốt chị Minh Xuân Trường này. Các chị nào hỏi gì nữa không? Ngày mai em like tiếp nha. Bây giờ hết người thì em không like nữa đâu. Ngày mai em like tiếp cho các bác nha. Xem váy trắng ở xa kia chị ơi. Hướng Dương. Em váy trắng thôi chị. Cái này em bán cho các chị 140.000. Họa tiết cô gái. Eo từ 65 đến 85. Em hết cái con 90.000 rồi chị Mỹ Mỹ ạ. Em còn một cái mà chị kia chốt nốt rồi. Em hết rồi chị ơi. Đây con này chị nào lấy 140.000 cho em mã trắng cô gái này. Trắng họa tiết cô gái nhé. Phong Âu nhé. 140.000 ạ. Lấy chốt em mã này mã trắng này. Mã trắng cho em. Em hết cái đó rồi. Chốt cho em mã trắng. Chốt cho em mã trắng. Con suông sắc màu này chốt cho em 130.000 mã suông. Size L chị nào có vòng ngực 98 quay đầu cho em này. Con suông hồng chốt suông hồng cho em nhé. Con này là 120.000 đi. Bán 120 đi. Suông hồng 120. Bác nào lấy lên mã suông hồng 120. Con này con thổ cẩm 120, 130. Cô gái chị mua chưa vậy em? Chị không nhớ là em không nhớ. Em chốt chị Kim Trần Thị Thiên này. Em không nhớ chị Trương Phượng ạ. Em không nhớ đâu. Chốt chị Kim Trần Thị Thiên. Đó, chị về kiểm tra cái bill của chị. Nếu mà nhà có cô gái rồi thì thôi. Nhưng mà lần sau chị chốt được. Em một ngày em đi bao nhiêu đơn nên sao em nhớ được. Không nhớ nổi các bác ạ. Nào, con này chốt cho em con suông thổ cẩm này. Chốt thổ cẩm cho em nhé. 130.000. Suông thổ cẩm 130.000. Đen 200 eo bao nhiêu? Chị Duy Hằng ơi, nó có nhiều loại size lắm. Nó có size L thì vòng, nói chung là size L thì 57 đến 62 cân mặc. Em không có size 2XL đâu chị Mỹ Mỹ. Đây chị Kim Trần Thị Thiên đây. À gì nhỉ? À, chị Dị Duy Hằng ấy, chị lấy cái size gì thì comment cái vòng eo cho em để tự em chọn size cho chị nhá. Chứ bây giờ nó có 3 size đấy. Chị lấy size gì thì báo em. Cứ cho em xin vòng eo là em biết chị mặc size gì. Đây. Đây nhé chị gì đây. Chị Kim Trần Thị Thiên đây. Con này của chị đây. Đó. Chị Duy Hằng nhé. Chị lấy cái size gì thì chị cho em cái vòng eo để em chốt ra. Ngủ quá, sáng mai em live tiếp với chị nhá. Chị nào săn gì sáng mai vào. Hôm nay một ngủ rũ mắt cả ra rồi. Hôm qua em đêm qua em ngủ được có 2 giờ đồng hồ. Đâm giờ em vừa thèm ngủ cả ngày nay rồi. Con thổ cẩm này đẹp này. Con này thổ cẩm 160. Bác nào lấy chốt mã đỏ này. Trời ơi đẹp quá. Đỏ loang. Cho chị xem lại đi em. Chị Duy Hằng ơi. Em không biết chị xem con đen nào. Từ nãy giờ em lên quá trời mã đen. Không biết chị lấy cái nào cơ. Chị Duy Hằng ấy, em không biết chị lấy cái nào. Đỏ này cho chị Hải Đăng và chị Mỹ Tiên. Em không biết chị xem cái nào. Nó tỉ tỉ cái đen, em không nhớ cái nào để mà xem ấy. Chị Hải Đăng và Mỹ Tiên này. Để sáng hỏi bao nhiêu, hồi sáng vậy. Các chị có vòng eo bao nhiêu, các chị cứ comment cái vòng eo của chị lên rồi em biết các chị mặc được hay không để em báo các chị. Thế là nó dễ. Thì bây giờ chị hỏi mã đen nhưng mà bây giờ em có mấy cái mã đen, nó không biết chị lấy cái gì cơ. Bây giờ em nghỉ like rồi. Em nghỉ like, còn chị nào hỏi gì nữa thì hỏi đi rồi em nghỉ like đây. Đen cổ vét á hả? Đen cổ vét em hết lâu rồi chị Duy Hằng, em còn. Em chỉ có mỗi cái con này này, con này eo 85 quay đầu thôi chị Duy Hằng ơi. Con đen mà có cái hoa bướm này này em có. Em có eo 75 đến 85 chị mặc nhá. Con này là nó chun eo này. Đằng sau này nó chun eo nhá, đằng trước này eo chết này. Eo các chị từ 75 đến 85 chị chốt cho em con này nhá. Nếu mà lấy thì chốt hoa bướm cho em. Em bán còn 200.000 thôi đấy.
Đó, đúng con đấy thì ok cho em đấy. Eo 85 quay đầu chị Duy Hằng nhá. Eo từ 65 đến 85, à eo từ 75 đến 85 tương đương với size M, size L, size 1XL, các chị quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Size 2XL là mặc rất xấu nên là em báo chị 1XL thôi. Đó. Chị lấy thì chốt cho em nhá. Rồi còn ai hỏi gì nữa em đi ngủ đây. Mai em like tiếp cho các chị buổi sáng mai, chứ bây giờ em buồn ngủ rũ hết cả mắt rồi. Không còn mở được mắt ra mà like nữa này. Bác Duy Hằng có lấy không? Có lấy con đấy không? Em nghỉ like nhé cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ béo. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại các chị sáng mai nhé. Chị nào muốn săn cái gì tiếp rồi vào sáng mai với em. Sáng mai em like chị vào nhé. Cái đỏ vừa like cho chị xem. Đây chị ơi, cái đỏ vừa like đây. Cái đỏ vừa like đây, chị lấy thì lấy luôn đi. Chụp hình lại rồi lấy luôn đi. Báo em đi ngủ đây, buồn ngủ lắm. Con đỏ này. Con đỏ đuôi cá, đuôi ơ đẹp lắm này. Đó, chị lấy thì chốt cho em nhé. Đỏ này. Mặc nhẹ tanh thôi. Đó. Thôi nhé, em nghỉ like nhé. Chị nào lấy thì chốt thì inbox cho em nghỉ like đây. Em chúc cả nhà ngủ ngon nhé.